đường về phật giới có ba trường hợp trường hợp thứ nhất công đức vô lượng thì sẽ có ba phần sau đây diễn ra một phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ năm phút sau thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu tròn vàng sáng trong ba bầu tròn này chính là trung ấm thân của phật gia Do tánh người của Phật gia không còn bao sắc thân của Phật gia nữa Nên chuyển thành là trung ấm thân Để làm phương tiện chuyên chở tánh Phật Mượn thân và tánh người tạo công đức mang về Phật giới Hoặc tạo các nghiệp đi đến nơi mà trong trung ấm thân của Phật gia chứa nghiệp đó 4. Hôm nay Phật gia đã được truyền bí mật thiền tông Có nghĩa là Phật gia đã muốn trở về Phật giới không còn muốn đi luân hồi nữa nếu trong trung ấm thân của phật gia mà chứa công đức vô lượng thì sẽ diễn ra như sau trung ấm thân của phật gia phát ra ánh sáng màu vàng sáng rực vị thần quản lý tánh phật của phật gia không dám lại gần đứng xa nói ta là thần quản lý tánh phật của phật gia cho trung ấm thân của Phật gia mang tánh Phật và khối công đức bay ra khỏi trái đất trở về Phật giới. Khi trung ấm thân bay ra khỏi trái đất 10 km, thì thấy có hoa tiêu của vị Phật chờ sẵn, rước trung ấm thân của Phật gia đến nơi các vị Phật ngự, để các vị Phật dạy Phật gia đường trở về Phật giới. Đường về Phật giới như sau. Đầu tiên, Vị Phật dạy Phật ra là còn bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày nữa là trái đất sẽ quay đến trung tâm vận hành luân hồi của tam giới. Khi trung ấm thân vào được trung tâm vận hành luân hồi, thì các phần sau đây được hút trở lại trái đất gồm một, Trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương nên bị hút trở lại trái đất. 2. Nghiệp phước đức dương cấu tạo bằng điện từ dương cũng bị hút trở lại trái đất ba nghiệp phước đức âm cấu tạo bằng điện từ âm cũng bị hút trở lại trái đất lúc này chỉ còn lại là tánh phật và khối công đức tánh phật là một nguyên tử sáng có bốn thứ hằng thấy nghe nói biết công đức là thứ vật tư sử dụng trong phật giới để định hình ra ngôi nhà pháp thân thanh tịnh và kim thân phật khi tánh phật và khối công đức được điện từ dương trong ống trung tâm vận hành luân hồi đẩy ra khỏi tam giới trở về phật giới liền được điện tử quang trong phật giới chiếu vào khối công đức này tức khắc định hình ra ngôi nhà pháp thân thanh tịnh từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này sản sinh ra một kim thân phật tánh phật ẩn vào kim thân phật này kim thân phật này hoạt động mà loài người ở trái đất gọi là thành phật trường hợp thứ hai công đức phước đức bằng nhau thì có ba phần sau đây diễn ra một phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ ba mươi phút sau thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có hai màu nửa trắng nửa vàng ba nếu trong trung ấm thân của phật gia mà chứa công đức và phước đức bằng nhau thì vị thần quản lý tánh phật của phật gia Nắm trung ấm thân của Phật gia bên nửa trắng và nói: "Trong trung ấm thân của Phật gia công đức, phước đức bằng nhau. Vậy, muốn trở về Phật giới hay vãng sanh lên tam giới hưởng phước? Nếu Phật gia muốn trở về Phật giới thì nói dứt khoát với vị thần quản lý rằng: Tôi muốn trở về Phật giới." Thì vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia thả trung ấm thân của Phật gia ra và nói: "Thần ta cho trung ấm thân chở tánh phật và khối công đức trở về phật giới vậy trung ấm thân nên cẩn thận phật gia phải biết một nếu phật gia phát ra được pháp trần thì thập loại thánh không làm hoa tiêu giả thử phật gia vì vậy phật gia điều khiển trung ấm thân của phật gia tự do chở tánh phật và công đức trở về phật giới như là trường hợp công đức vô lượng vậy hai còn phật gia không phát ra được pháp trần khi trung ấm thân của phật gia vừa bay ra ngoài trái đất tức khắc thập loại thánh chặn lại và nói như lai là phật biết tánh phật vào thế giới loài người tạo được công đức mang trở về phật giới vậy hãy theo hoa tiêu của như lai bay ra ngoài sức hút của trái đất trở về phật giới vị này vừa nói liền co các ngón tay lại tạo thành hai bầu tròn quay ngược chiều nhau một hoa tiêu hình thành xong vị này nói phật gia chở tánh phật và khối công đức bay theo hoa tiêu của như lai về phật giới phật gia vâng lệnh điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này thình lình phật gia cho trung ấm thân dừng lại hoa tiêu không biết nên không dừng lại đây là hoa tiêu giả vị này biết bị phật gia phát hiện nên phật giả này biến mất Phật gia cứ dừng tại chỗ. Một lát sau sẽ có vị thứ hai xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất, kết quả cũng như lần thứ nhất. Một lát sau nữa cũng sẽ có vị thứ ba xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất và thứ hai. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất và thứ hai, kết quả cũng như lần thứ nhất và thứ hai. Khi trung ấm thân của Phật gia trở tánh Phật và khối công đức bị thử ba lần như vậy, là trung ấm thân của Phật gia đã bay ra khỏi trái đất 5 km rồi, tức thoát ra ngoài tầm kiểm soát của các vị thập thánh. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay ra ngoài trái đất thêm 5 km nữa, là thoát ra ngoài sự kiểm soát của các vị thần, thì sẽ nhìn thấy được hoa tiêu của một vị Phật chờ sẵn Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này thêm 40 km nữa là đến nơi các chư Phật ngự để rước tánh Phật và khối công đức của Phật gia vào trung tâm vận hành để trở về Phật giới. Trường hợp thứ ba, công đức ít, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Thì có ba phần sau đây diễn ra. Một, Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ 8 giờ thức dậy. 2. Phật ra thấy mình nằm trong bầu trong tròn có ba màu gồm một là màu vàng, hai là màu trắng, ba là màu đen. Ở ba góc này có ba thế lực nắm kéo rằng co. Một, vị thần quản lý nắm kéo trung ấm thân của Phật gia để thực thi nhân quả cho đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nghiệp ác đức. 2. Vị Thánh nắm kéo trung ấm thân của Phật gia vào dòng Thánh để sử dụng thần thông mà không bị nhân quả, cũng như không tuổi thọ. 3. Dòng họ của Phật gia nắm kéo trung ấm thân của Phật gia vào dòng họ để tái sanh làm người trở lại. Ba thế lực này nắm kéo rằng co như vậy, thình lình Phật gia la lên một tiếng cho thật lớn, buông, vì âm thanh lớn như vậy phá đi thân của các thế lực cõi âm tự nhiên thân các thế lực này tự tan không còn nắm trung ấm thân của phật gia nữa nhờ vậy trung ấm thân của phật gia được bay ra ngoài trái đất khi vừa bay ra ngoài trái đất thì bị các vị thánh giả phật tạo hoa tiêu giả rước về phật giới phật gia cũng áp dụng như các lần trước đường về phật giới có ba trường hợp trường hợp thứ nhất công đức vô lượng thì sẽ có ba phần sau đây diễn ra một phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ năm phút sau thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu tròn vàng sáng trong ba bầu tròn này chính là trung ấm thân của phật gia Do tánh người của Phật gia không còn bao sắc thân của Phật gia nữa Nên chuyển thành là trung ấm thân Để làm phương tiện chuyên chở tánh Phật mượn thân và tánh người tạo công đức mang về Phật giới Hoặc tạo các nghiệp đi đến nơi mà trong trung ấm thân của Phật gia chứa nghiệp đó 4. Hôm nay Phật gia đã được truyền bí mật thiền tông Có nghĩa là Phật gia đã muốn trở về Phật giới không còn muốn đi luân hồi nữa nếu trong trung ấm thân của phật gia mà chứa công đức vô lượng thì sẽ diễn ra như sau trung ấm thân của phật gia phát ra ánh sáng màu vàng sáng rực vị thần quản lý tánh phật của phật gia không dám lại gần đứng xa nói ta là thần quản lý tánh phật của phật gia cho trung ấm thân của Phật gia mang tánh Phật và khối công đức bay ra khỏi trái đất trở về Phật giới. Khi trung ấm thân bay ra khỏi trái đất 10 km, thì thấy có hoa tiêu của vị Phật chờ sẵn, rước trung ấm thân của Phật gia đến nơi các vị Phật ngự, để các vị Phật dạy Phật gia đường trở về Phật giới. Đường về Phật giới như sau. Đầu tiên, Vị Phật dạy Phật ra là còn bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày nữa là trái đất sẽ quay đến trung tâm vận hành luân hồi của tam giới. Khi trung ấm thân vào được trung tâm vận hành luân hồi, thì các phần sau đây được hút trở lại trái đất gồm một, Trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương nên bị hút trở lại trái đất. 2. Nghiệp phước đức dương cấu tạo bằng điện từ dương cũng bị hút trở lại trái đất. 3. Nghiệp phước đức âm cấu tạo bằng điện tử âm cũng bị hút trở lại trái đất. Lúc này chỉ còn lại là tánh Phật và khối công đức. Tánh Phật là một nguyên tử sáng có bốn thứ: hằng, thấy, nghe, nói, biết. Công đức là thứ vật tư sử dụng trong Phật giới để định hình ra ngôi nhà pháp thân thanh tịnh và kim thân Phật. Khi tánh Phật và khối công đức được điện tử dương trong ống trung tâm vận hành luân hồi đẩy ra khỏi tam giới trở về phật giới liền được điện tử quang trong phật giới chiếu vào khối công đức này tức khắc định hình ra ngôi nhà pháp thân thanh tịnh từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này sản sanh ra một kim thân phật tánh phật ẩn vào kim thân phật này kim thân phật này hoạt động mà loài người ở trái đất gọi là thành phật trường hợp thứ hai công đức phước đức bằng nhau thì có ba phần sau đây diễn ra. Một, Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ ba mươi phút sau thức dậy. Hai, Phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có hai màu nửa trắng nửa vàng. Ba, nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức và phước đức bằng nhau, thì vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia nắm trung ấm thân của Phật gia bên nửa trắng và nói Trong trung ấm thân của Phật gia công đức, phước đức bằng nhau Vậy, muốn trở về Phật giới hay vãng sanh lên tam giới hưởng phước? Nếu Phật gia muốn trở về Phật giới thì nói dứt khoát với vị thần quản lý rằng Tôi muốn trở về Phật giới thì vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia thả trung ấm thân của Phật gia ra và nói Thần ta, cho trung ấm thân chở tánh Phật và khối công đức trở về Phật giới. Vậy, trung ấm thân nên cẩn thận. Phật gia phải biết. Một, nếu Phật gia phát ra được Pháp Trần, thì thập loại thánh không làm hoa tiêu giả thử Phật gia. Vì vậy, Phật gia điều khiển trung ấm thân của Phật gia tự do chở tánh Phật và công đức trở về Phật giới. Như là trường hợp công đức vô lượng vậy. Hai, còn phật gia không phát ra được pháp trần khi trung ấm thân của phật gia vừa bay ra ngoài trái đất tức khắc thập loại thánh chặn lại và nói như lai là phật biết tánh phật vào thế giới loài người tạo được công đức mang trở về phật giới vậy hãy theo hoa tiêu của như lai bay ra ngoài sức hút của trái đất trở về phật giới vị này vừa nói liền co các ngón tay lại tạo thành hai bầu tròn quay ngược chiều nhau. Một hoa tiêu hình thành xong, vị này nói, Phật gia trở tánh Phật và khối công đức bay theo hoa tiêu của Như Lai về Phật giới. Phật gia vâng lệnh điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này. Thình lình, Phật gia cho trung ấm thân dừng lại. Hoa tiêu không biết nên không dừng lại. Đây là hoa tiêu giả. Vị này biết bị Phật gia phát hiện nên Phật giả này biến mất phật gia cứ dừng tại chỗ một lát sau sẽ có vị thứ hai xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất phật gia cũng thử như lần thứ nhất kết quả cũng như lần thứ nhất một lát sau nữa cũng sẽ có vị thứ ba xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất và thứ hai phật gia cũng thử như lần thứ nhất và thứ hai kết quả cũng như lần thứ nhất và thứ hai khi trung ấm thân của Phật gia trở tánh Phật và khối công đức bị thử ba lần như vậy, là trung ấm thân của Phật gia đã bay ra khỏi trái đất 5 km rồi, tức thoát ra ngoài tầm kiểm soát của các vị thập thánh. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay ra ngoài trái đất thêm 5 km nữa, là thoát ra ngoài sự kiểm soát của các vị thần, thì sẽ nhìn thấy được hoa tiêu của một vị Phật chờ sẵn. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này thêm 40 km nữa là đến nơi các chư Phật ngự để rước tánh Phật và khối công đức của Phật gia vào trung tâm vận hành để trở về Phật giới. Trường hợp thứ ba, công đức ít, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Thì có ba phần sau đây diễn ra. Một, Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ 8 giờ thức dậy. 2. Phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có ba màu gồm một là màu vàng, hai là màu trắng, ba là màu đen. Ở ba góc này có ba thế lực nắm kéo ràng co. Một, vị thần quản lý nắm kéo trung ấm thân của Phật gia để thực thi nhân quả cho đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nghiệp ác đức hai vị thánh nắm kéo trung ấm thân của phật gia vào dòng thánh để sử dụng thần thông mà không bị nhân quả cũng như không tuổi thọ ba dòng họ của phật gia nắm kéo trung ấm thân của phật gia vào dòng họ để tái sanh làm người trở lại ba thế lực này nắm kéo rằng co như vậy thình lình phật gia la lên một tiếng cho thật lớn buông vì âm thanh lớn như vậy phá đi thân của các thế lực cõi âm, tự nhiên thân các thế lực này tự tan, không còn nắm trung ấm thân của Phật gia nữa. Nhờ vậy, trung ấm thân của Phật gia được bay ra ngoài trái đất. Khi vừa bay ra ngoài trái đất, thì bị các vị thánh giả Phật tạo hoa tiêu giả rước về Phật giới. Phật gia cũng áp dụng như các lần trước. Đường về Phật giới có ba trường hợp trường hợp thứ nhất công đức vô lượng thì sẽ có ba phần sau đây diễn ra một phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ năm phút sau thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu tròn vàng sáng trong ba bầu tròn này chính là trung ấm thân của phật gia do tánh người của phật gia không còn bao sắc thân của phật gia nữa nên chuyển thành là trung ấm thân để làm phương tiện chuyên chở tánh Phật mượn thân và tánh người tạo công đức mang về Phật giới hoặc tạo các nghiệp đi đến nơi mà trong trung ấm thân của Phật gia chứa nghiệp đó. 4. Hôm nay, Phật gia đã được truyền bí mật thiền tông, có nghĩa là Phật gia đã muốn trở về Phật giới, không còn muốn đi luân hồi nữa. Nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức vô lượng, thì sẽ diễn ra như sau. Trung ấm thân của Phật gia phát ra ánh sáng màu vàng sáng rực. Vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia không dám lại gần. Đứng xa nói, ta là thần quản lý tánh Phật của Phật gia. Cho trung ấm thân của Phật gia mang tánh Phật và khối công đức bay ra khỏi trái đất trở về Phật giới. Khi trung ấm thân bay ra khỏi trái đất 10 km, thì thấy có hoa tiêu của vị phật chờ sẵn rước trung ấm thân của phật gia đến nơi các vị phật ngự để các vị phật dạy phật gia đường trở về phật giới đường về phật giới như sau đầu tiên vị phật dạy phật gia là còn bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày nữa là trái đất sẽ quay đến trung tâm vận hành luân hồi của tam giới khi trung ấm thân vào được trung tâm vận hành luân hồi thì các phần sau đây được hút trở lại trái đất gồm một Trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương nên bị hút trở lại trái đất 2. Nghiệp phước đức dương cấu tạo bằng điện từ dương cũng bị hút trở lại trái đất 3. Nghiệp phước đức âm cấu tạo bằng điện từ âm cũng bị hút trở lại trái đất Lúc này chỉ còn lại là tánh Phật và khối công đức Tánh Phật là một nguyên tử sáng có bốn thứ, hằng, thấy, nghe, nói, biết. Công đức là thứ vật tư sử dụng trong Phật giới để định hình ra ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh và kim thân Phật. Khi tánh Phật và khối công đức được điện từ dương, trong ống trung tâm vận hành luân hồi đẩy ra khỏi tam giới trở về Phật giới, liền được điện tử quang trong Phật giới chiếu vào khối công đức này tức khắc định hình ra ngôi nhà pháp thân thanh tịnh từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này sản sinh ra một kim thân phật tánh phật ẩn vào kim thân phật này kim thân phật này hoạt động mà loài người ở trái đất gọi là thành phật trường hợp thứ hai công đức phước đức bằng nhau thì có ba phần sau đây diễn ra một phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm Độ 30 phút sau thức dậy. hai Phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có hai màu, nửa trắng, nửa vàng. 3. Nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức và phước đức bằng nhau thì vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia nắm trung ấm thân của Phật gia bên nửa trắng và nói: Trong trung ấm thân của Phật gia công đức phước đức bằng nhau. Vậy muốn trở về Phật giới hay vãng sanh lên Tam giới hưởng phước. Nếu Phật gia muốn trở về Phật giới, thì nói dứt khoát với vị thần quản lý rằng tôi muốn trở về Phật giới. thì vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia thả trung ấm thân của Phật gia ra và nói thần ta cho trung ấm thân trở tánh Phật và khối công đức trở về Phật giới. vậy trung ấm thân nên cẩn thận. Phật gia phải biết một nếu Phật gia phát ra được pháp trần thì thập loại thánh không làm hoa tiêu giả thử Phật gia. Vì vậy, Phật gia điều khiển trung ấm thân của Phật gia tự do trở tánh Phật và công đức trở về Phật giới. Như là trường hợp công đức vô lượng vậy. 2. Còn Phật gia không phát ra được pháp trần khi trung ấm thân của Phật gia vừa bay ra ngoài trái đất, tức khắc thập loại thánh chặn lại và nói: như lai là phật biết tánh phật vào thế giới loài người tạo được công đức mang trở về phật giới vậy hãy theo hoa tiêu của như lai bay ra ngoài sức hút của trái đất trở về phật giới vị này vừa nói liền co các ngón tay lại tạo thành hai bầu tròn quay ngược chiều nhau một hoa tiêu hình thành xong vị này nói phật gia chở tánh phật và khối công đức bay theo hoa tiêu của như lai về phật giới phật gia vâng lệnh điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này thình lình phật gia cho trung ấm thân dừng lại hoa tiêu không biết nên không dừng lại đây là hoa tiêu giả vị này biết bị phật gia phát hiện nên phật giả này biến mất phật gia cứ dừng tại chỗ một lát sau sẽ có vị thứ hai xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất, kết quả cũng như lần thứ nhất. Một lát sau nữa, cũng sẽ có vị thứ ba xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất và thứ hai. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất và thứ hai, kết quả cũng như lần thứ nhất và thứ hai. Khi trung ấm thân của Phật gia trở tánh Phật và khối công đức bị thử ba lần như vậy, là trung ấm thân của Phật gia đã bay ra khỏi trái đất 5 km rồi, tức thoát ra ngoài tầm kiểm soát của các vị thập thánh. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay ra ngoài trái đất thêm 5 km nữa là thoát ra ngoài sự kiểm soát của các vị thần thì sẽ nhìn thấy được hoa tiêu của một vị Phật chờ sẵn. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này thêm 40 km nữa là đến nơi các chư Phật ngự để rước tánh Phật và khối công đức của Phật gia vào trung tâm vận hành để trở về Phật giới. Trường hợp thứ ba, công đức ít, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Thì có ba phần sau đây diễn ra. Một, Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 8 giờ thức dậy. Hai, Phật Phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có ba màu gồm một là màu vàng, hai là màu trắng, ba là màu đen. Ở ba góc này có ba thế lực nắm kéo rằng co. Một vị thần quản lý nắm kéo trung ấm thân của Phật gia để thực thi nhân quả cho đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nghiệp ác đức. Hai vị thánh nắm kéo trung ấm thân của Phật gia vào dòng thánh để sử dụng thần thông mà không bị nhân quả cũng như không tuổi thọ ba dòng họ của Phật gia nắm kéo trung ấm thân của Phật gia vào dòng họ để tái sanh làm người trở lại ba thế lực này nắm kéo rằng co như vậy thình lình Phật gia la lên một tiếng cho thật lớn buông vì âm thanh lớn như vậy phá đi thân của các thế lực cõi âm, tự nhiên thân các thế lực này tự tan, không còn nắm trung ấm thân của Phật gia nữa. Nhờ vậy, trung ấm thân của Phật gia được bay ra ngoài trái đất. Khi vừa bay ra ngoài trái đất, thì bị các vị thánh giả Phật tạo hoa tiêu giả rước về Phật giới. Phật gia cũng áp dụng như các lần trước. Đường về Phật giới có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất, công đức vô lượng thì sẽ có ba phần sau đây diễn ra. Một, Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ năm phút sau thức dậy. Hai, Phật gia thấy mình nằm trong bầu tròn vàng sáng trong. Ba, bầu tròn này chính là trung ấm thân của Phật gia. Do tánh người của Phật gia không còn bao sắc thân của Phật gia nữa, nên chuyển thành là trung ấm thân để làm phương tiện chuyên chở tánh Phật Mượn thân và tánh người Tạo công đức mang về Phật giới Hoặc tạo các nghiệp đi đến Nơi mà trong trung ấm thân của Phật gia Chứa nghiệp đó 4. Hôm nay Phật gia đã được truyền bí mật thiền thông Có nghĩa là Phật gia đã muốn trở về Phật giới Không còn muốn đi luân hồi nữa Nếu trong trung ấm thân Của Phật gia mà chứa công đức vô lượng Thì sẽ diễn ra như sau trung ấm thân của Phật gia phát ra ánh sáng màu vàng sáng rực. Vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia không dám lại gần. Đứng xa nói, ta là thần quản lý tánh Phật của Phật gia. Cho trung ấm thân của Phật gia mang tánh Phật và khối công đức bay ra khỏi trái đất trở về Phật giới. Khi trung ấm thân bay ra khỏi trái đất 10 km, thì thấy có hoa tiêu của vị Phật chờ sẵn rước trung ấm thân của Phật gia đến nơi các vị Phật ngự để các vị Phật dạy Phật gia đường trở về Phật giới. Đường về Phật giới như sau. Đầu tiên, vị Phật dạy Phật gia là còn bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày nữa là trái đất sẽ quay đến trung tâm vận hành luân hồi của tam giới. Khi trung ấm thân vào được trung tâm vận hành luân hồi thì các phần sau đây được hút trở lại trái đất gồm 1. Trung âm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương nên bị hút trở lại trái đất. 2. Nghiệp phước đức dương cấu tạo bằng điện từ dương cũng bị hút trở lại trái đất. 3. Nghiệp phước đức âm cấu tạo bằng điện từ âm cũng bị hút trở lại trái đất. Lúc này chỉ còn lại là tánh Phật và khối công đức. Tánh Phật là một nguyên tử sáng có bốn thứ, hàng thấy, nghe, nói, biết. Công đức là thứ vật tư sử dụng trong Phật giới để định hình ra ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh và kim thân Phật. Khi tánh Phật và khối công đức được điện từ dương, trong ống trung tâm vận hành luân hồi đẩy ra khỏi tam giới trở về Phật giới, liền được điện tử quang trong Phật giới chiếu vào khối công đức này, tức khắc định hình ra ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh. Từ trong ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh này, sản sinh ra một kim thân phật, tánh phật ẩn vào kim thân phật này, kim thân phật này hoạt động, mà loài người ở trái đất gọi là thành phật. Trường hợp thứ hai, công đức phước đức bằng nhau, thì có ba phần sau đây diễn ra: một, Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ ba mươi phút sau thức dậy; hai, Phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có hai màu, nửa trắng, nửa vàng. Ba, nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức và phước đức bằng nhau thì vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia nắm trung ấm thân của Phật gia bên nửa trắng và nói: Trong trung ấm thân của Phật gia công đức phước đức bằng nhau. Vậy muốn trở về Phật giới hay vãng sanh lên tam giới hưởng phước nếu Phật gia muốn trở về Phật giới, thì nói dứt khoát với vị thần quản lý rằng tôi muốn trở về Phật giới, thì vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia thả trung ấm thân của Phật gia ra và nói thần ta cho trung ấm thân trở tánh Phật và khối công đức trở về Phật giới. Vậy trung ấm thân nên cẩn thận. Phật gia phải biết một nếu Phật gia phát ra được pháp trần thì thập loại thánh không làm hoa tiêu giả thử Phật gia. Vì vậy, Phật gia điều khiển trung ấm thân của Phật gia tự do trở tánh Phật và công đức trở về Phật giới, như là trường hợp công đức vô lượng vậy. 2. Còn Phật gia không phát ra được Pháp Trần khi trung ấm thân của Phật gia vừa bay ra ngoài trái đất, tức khắc thập loại thánh chặn lại và nói, Như Lai là Phật, biết tánh phật vào thế giới loài người tạo được công đức mang trở về phật giới vậy hãy theo hoa tiêu của như lai bay ra ngoài sức hút của trái đất trở về phật giới vị này vừa nói liền co các ngón tay lại tạo thành hai bầu tròn quay ngược chiều nhau một hoa tiêu hình thành xong vị này nói phật ra chở tánh phật và khối công đức bay theo hoa tiêu của như lai về phật giới phật gia vâng lệnh điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này thình lình phật gia cho trung ấm thân dừng lại hoa tiêu không biết nên không dừng lại đây là hoa tiêu giả vị này biết bị phật gia phát hiện nên phật giả này biến mất phật gia cứ dừng tại chỗ một lát sau sẽ có vị thứ hai xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất phật gia cũng thử như lần thứ nhất Kết quả cũng như lần thứ nhất, một lát sau nữa cũng sẽ có vị thứ ba xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất và thứ hai. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất và thứ hai, kết quả cũng như lần thứ nhất và thứ hai. Khi trung ấm thân của Phật gia chở tánh Phật và khối công đức bị thử ba lần như vậy, là trung ấm thân của Phật gia đã bay ra khỏi trái đất 5 km rồi tức thoát ra ngoài tầm kiểm soát của các vị thập thánh. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay ra ngoài trái đất thêm 5 km nữa là thoát ra ngoài sự kiểm soát của các vị thần. Thì sẽ nhìn thấy được hoa tiêu của một vị Phật chờ sẵn. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này thêm 40 km nữa là đến nơi các chư Phật ngự để rước tánh Phật và khối công đức của Phật gia vào trung tâm vận hành để trở về Phật giới. Trường hợp thứ ba, công đức ít, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Thì có ba phần sau đây diễn ra. Một, Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ tám giờ thức dậy. Hai, Phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có ba màu gồm. Một là màu vàng, hai là màu trắng ba là màu đen ở ba góc này có ba thế lực nắm kéo rằng co một vị thần quản lý nắm kéo trung ấm thân của phật gia để thực thi nhân quả cho đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nghiệp ác đức hai vị thánh nắm kéo trung ấm thân của phật gia vào dòng thánh để sử dụng thần thông mà không bị nhân quả cũng như không tuổi thọ ba dòng họ của Phật gia nắm kéo trung ấm thân của Phật gia vào dòng họ để tái sanh làm người trở lại ba thế lực này nắm kéo rằng co như vậy thình lình Phật gia la lên một tiếng cho thật lớn buông vì âm thanh lớn như vậy phá đi thân của các thế lực cõi âm tự nhiên thân các thế lực này tự tan không còn nắm trung ấm thân của Phật gia nữa nhờ vậy trung ấm thân của Phật gia được bay ra ngoài trái đất. Khi vừa bay ra ngoài trái đất, thì bị các vị thánh giả Phật tạo hoa tiêu giả rước về Phật giới. Phật gia cũng áp dụng như các lần trước. Đường về Phật giới có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất, công đức vô lượng thì sẽ có ba phần sau đây diễn ra. Một, Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 5 phút sau thức dậy. 2. Phật gia thấy mình nằm trong, bầu tròn vàng sáng trong. 3. Bầu tròn này chính là trung ấm thân của Phật gia. Do tánh người của Phật gia không còn bao sắc thân của Phật gia nữa, nên chuyển thành là trung ấm thân, để làm phương tiện chuyên chở tánh Phật mượn thân và tánh người tạo công đức mang về Phật giới hoặc tạo các nghiệp đi đến nơi mà trong trung ấm thân của Phật gia chứa nghiệp đó. 4. Hôm nay, Phật gia đã được truyền bí mật thiền tông, có nghĩa là Phật gia đã muốn trở về Phật giới, không còn muốn đi luân hồi nữa. Nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức vô lượng thì sẽ diễn ra như sau. Trung ấm thân của Phật gia phát ra ánh sáng màu vàng sáng rực Vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia không dám lại gần. Đứng xa nói, ta là thần quản lý tánh Phật của Phật gia. Cho trung ấm thân của Phật gia mang tánh Phật và khối công đức bay ra khỏi trái đất trở về Phật giới. Khi trung ấm thân bay ra khỏi trái đất 10 km, thì thấy có hoa tiêu của vị Phật chờ sẵn, rước trung ấm thân của Phật gia đến nơi các vị Phật ngự để các vị phật dạy phật gia đường trở về phật giới đường về phật giới như sau đầu tiên vị phật dạy phật gia là còn bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày nữa là trái đất sẽ quay đến trung tâm vận hành luân hồi của tam giới khi trung ấm thân vào được trung tâm vận hành luân hồi thì các phần sau đây được hút trở lại trái đất gồm một trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương nên bị hút trở lại trái đất. 2. Nghiệp phước đức dương cấu tạo bằng điện tử dương cũng bị hút trở lại trái đất. 3. Nghiệp phước đức âm cấu tạo bằng điện tử âm cũng bị hút trở lại trái đất. Lúc này chỉ còn lại là tánh Phật và khối công đức. Tánh Phật là một nguyên tử sáng có bốn thứ: hằng, thấy, nghe, nói, biết Công đức là thứ vật tư sử dụng trong Phật giới để định hình ra ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh và kim thân Phật. Khi tánh Phật và khối công đức được điện từ dương, trong ống trung tâm vận hành luân hồi đẩy ra khỏi tam giới trở về Phật giới, liền được điện tử quang trong Phật giới chiếu vào khối công đức này, tức khắc định hình ra ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh. Từ trong ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh này, sản sanh ra một kim thân Phật, tánh phật ẩn vào kim thân phật này kim thân phật này hoạt động mà loài người ở trái đất gọi là thành phật trường hợp thứ hai công đức phước đức bằng nhau thì có ba phần sau đây diễn ra một phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ ba mươi phút sau thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có hai màu nửa trắng nửa vàng ba nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức và phước đức bằng nhau thì vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia nắm trung ấm thân của Phật gia bên nửa trắng và nói: "Trong trung ấm thân của Phật gia công đức phước đức bằng nhau. Vậy muốn trở về Phật giới hay vãng sanh lên tam giới hưởng phước? Nếu Phật gia muốn trở về Phật giới thì nói dứt khoát với vị thần quản lý rằng: Tôi muốn trở về Phật giới." thì vị thần quản lý tánh phật của phật gia thả trung ấm thân của phật gia ra và nói thần ta cho trung ấm thân chở tánh phật và khối công đức trở về phật giới vậy trung ấm thân nên cẩn thận phật gia phải biết một nếu phật gia phát ra được pháp trần thì thập loại thánh không làm hoa tiêu giả thử phật gia vì vậy Phật gia điều khiển trung ấm thân của Phật gia tự do trở tánh Phật và công đức trở về Phật giới. Như là trường hợp công đức vô lượng vậy. 2. Còn Phật gia không phát ra được pháp trần khi trung ấm thân của Phật gia vừa bay ra ngoài trái đất, tức khắc thập loại thánh chặn lại và nói: Như Lai là Phật, biết tánh Phật vào thế giới loài người tạo được công đức mang trở về Phật giới. Vậy hãy theo hoa tiêu của Như Lai bay ra ngoài sức hút của trái đất trở về Phật giới. Vị này vừa nói, liền co các ngón tay lại, tạo thành hai bầu tròn, quay ngược chiều nhau. Một hoa tiêu hình thành xong, vị này nói, Phật gia trở tánh Phật và khối công đức bay theo hoa tiêu của Như Lai về Phật giới. Phật gia vâng lệnh điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này. Thình lình, phật ra cho trung ấm thân dừng lại hoa tiêu không biết nên không dừng lại đây là hoa tiêu giả vị này biết bị phật gia phát hiện nên phật giả này biến mất phật gia cứ dừng tại chỗ một lát sau sẽ có vị thứ hai xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất phật gia cũng thử như lần thứ nhất kết quả cũng như lần thứ nhất một lát sau nữa cũng sẽ có vị thứ ba xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất và thứ hai. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất và thứ hai, kết quả cũng như lần thứ nhất và thứ hai. Khi trung ấm thân của Phật gia chở tánh Phật và khối công đức bị thử ba lần như vậy, là trung ấm thân của Phật gia đã bay ra khỏi trái đất 5 km rồi, tức thoát ra ngoài tầm kiểm soát của các vị thập thánh. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay ra ngoài trái đất thêm 5 km nữa là thoát ra ngoài sự kiểm soát của các vị thần thì sẽ nhìn thấy được hoa tiêu của một vị Phật chờ sẵn. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này thêm 40 km nữa là đến nơi các chư Phật ngự để rước tánh Phật và khối công đức của Phật gia vào trung tâm vận hành để trở về Phật giới trường hợp thứ ba công đức ít phước đức nhiều ác đức cũng nhiều thì có ba phần sau đây diễn ra một phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ tám giờ thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có ba màu gồm một là màu vàng hai là màu trắng ba là màu đen ở ba góc này có ba thế lực nắm kéo ràng co. Một, vị thần quản lý nắm kéo trung ấm thân của Phật gia để thực thi nhân quả cho đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nghiệp ác đức. Hai, vị thánh nắm kéo trung ấm thân của Phật gia vào dòng thánh để sử dụng thần thông mà không bị nhân quả cũng như không tuổi thọ. Ba, dòng họ của Phật gia nắm kéo trung ấm thân của Phật gia vào dòng họ để tái sanh làm người trở lại. Ba thế lực này nắm kéo rằng co như vậy, thình lình Phật gia la lên một tiếng cho thật lớn, buông, vì âm thanh lớn như vậy, phá đi thân của các thế lực cõi âm, tự nhiên thân các thế lực này tự tan, không còn nắm trung ấm thân của Phật gia nữa. Nhờ vậy, trúng ấm thân của Phật gia được bay ra ngoài trái đất khi vừa bay ra ngoài trái đất thì bị các vị thánh giả Phật tạo hoa tiêu giả rước về Phật giới Phật gia cũng áp dụng như các lần trước đường về Phật giới có ba trường hợp trường hợp thứ nhất công đức vô lượng thì sẽ có ba phần sau đây diễn ra một Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ năm phút sau thức dậy. 2. Phật gia thấy mình nằm trong, bầu tròn vàng sáng trong. 3. Bầu tròn này chính là trung ấm thân của Phật gia. Do tánh người của Phật gia không còn bao sắc thân của Phật gia nữa, nên chuyển thành là trung ấm thân, để làm phương tiện chuyên chở tánh Phật, mượn thân và tánh người tạo công đức mang về Phật giới hoặc tạo các nghiệp đi đến nơi mà trong trung ấm thân của Phật gia chứa nghiệp đó. 4. Hôm nay, Phật gia đã được truyền bí mật thiền tông, có nghĩa là Phật gia đã muốn trở về Phật giới, không còn muốn đi luân hồi nữa. Nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức vô lượng, thì sẽ diễn ra như sau. Trung ấm thân của Phật gia phát ra ánh sáng màu vàng sáng rực, Vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia không dám lại gần. Đứng xa nói, ta là thần quản lý tánh Phật của Phật gia. Cho trung ấm thân của Phật gia mang tánh Phật và khối công đức bay ra khỏi trái đất trở về Phật giới. Khi trung ấm thân bay ra khỏi trái đất 10 km, thì thấy có hoa tiêu của vị Phật chờ sẵn, rước trung ấm thân của Phật gia đến nơi các vị Phật ngự để các vị phật dạy phật gia đường trở về phật giới đường về phật giới như sau đầu tiên vị phật dạy phật gia là còn bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày nữa là trái đất sẽ quay đến trung tâm vận hành luân hồi của tam giới khi trung ấm thân vào được trung tâm vận hành luân hồi thì các phần sau đây được hút trở lại trái đất gồm một trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương nên bị hút trở lại trái đất. 2. Nghiệp phước đức dương cấu tạo bằng điện từ dương cũng bị hút trở lại trái đất. 3. Nghiệp phước đức âm cấu tạo bằng điện từ âm cũng bị hút trở lại trái đất. Lúc này chỉ còn lại là tánh Phật và khối công đức. Tánh Phật là một nguyên tử sáng có bốn thứ, hằng, thấy, nghe, nói, biết. Công đức là thứ vật tư sử dụng trong Phật giới để định hình ra ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh và kim thân Phật. Khi tánh Phật và khối công đức được điện từ dương, trong ống trung tâm vận hành luân hồi đẩy ra khỏi tam giới trở về Phật giới, liền được điện tử quang trong Phật giới chiếu vào khối công đức này, tức khắc định hình ra ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh. Từ trong ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh này, sản sanh ra một kim thân Phật, tánh phật ẩn vào kim thân phật này kim thân phật này hoạt động mà loài người ở trái đất gọi là thành phật trường hợp thứ hai công đức phước đức bằng nhau thì có ba phần sau đây diễn ra một phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ ba mươi phút sau thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có hai màu nửa trắng nửa vàng ba nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức và phước đức bằng nhau thì vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia nắm trung ấm thân của Phật gia bên nửa trắng và nói: "Trong trung ấm thân của Phật gia công đức phước đức bằng nhau. Vậy muốn trở về Phật giới hay vãng sanh lên tam giới hưởng phước?" Nếu Phật gia muốn trở về Phật giới thì nói dứt khoát với vị thần quản lý rằng: "Tôi muốn trở về Phật giới." thì vị thần quản lý tánh phật của phật gia thả trung ấm thân của phật gia ra và nói thần ta cho trung ấm thân chở tánh phật và khối công đức trở về phật giới vậy trung ấm thân nên cẩn thận phật gia phải biết một nếu phật gia phát ra được pháp trần thì thập loại thánh không làm hoa tiêu giả thử phật gia vì vậy Phật gia điều khiển trung ấm thân của Phật gia tự do trở tánh Phật và công đức trở về Phật giới, như là trường hợp công đức vô lượng vậy. 2. Còn Phật gia không phát ra được Pháp Trần khi trung ấm thân của Phật gia vừa bay ra ngoài trái đất, tức khắc thập loại thánh chặn lại và nói, Như Lai là Phật, biết tánh Phật vào thế giới loài người tạo được công đức mang trở về Phật giới. Vậy, hãy theo hoa tiêu của như lai bay ra ngoài sức hút của trái đất trở về phật giới vị này vừa nói liền co các ngón tay lại tạo thành hai bầu tròn quay ngược chiều nhau một hoa tiêu hình thành xong vị này nói phật gia trở tánh phật và khối công đức bay theo hoa tiêu của như lai về phật giới phật gia vâng lệnh điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này thình lình phật gia cho trung ấm thân dừng lại hoa tiêu không biết nên không dừng lại đây là hoa tiêu giả vị này biết bị phật gia phát hiện nên phật giả này biến mất phật gia cứ dừng tại chỗ một lát sau sẽ có vị thứ hai xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất phật gia cũng thử như lần thứ nhất kết quả cũng như lần thứ nhất một lát sau nữa cũng sẽ có vị thứ ba xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất và thứ hai. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất và thứ hai. Kết quả cũng như lần thứ nhất và thứ hai. Khi trung ấm thân của Phật gia trở tánh Phật và khối công đức bị thử ba lần như vậy, là trung ấm thân của Phật gia đã bay ra khỏi trái đất 5 km rồi, tức thoát ra ngoài tầm kiểm soát của các vị thập thánh Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay ra ngoài trái đất, thêm 5 km nữa là thoát ra ngoài sự kiểm soát của các vị thần, thì sẽ nhìn thấy được hoa tiêu của một vị Phật chờ sẵn. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này thêm 40 km nữa là đến nơi các chư Phật ngự để rước tánh Phật và khối công đức của Phật gia vào trung tâm vận hành để trở về Phật giới trường hợp thứ ba công đức ít phước đức nhiều ác đức cũng nhiều thì có ba phần sau đây diễn ra một phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ tám giờ thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có ba màu gồm một là màu vàng hai là màu trắng ba là màu đen ở ba góc này có ba thế lực nắm kéo rằng co một vị thần quản lý nắm kéo trung ấm thân của phật gia để thực thi nhân quả cho đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nghiệp ác đức hai vị thánh nắm kéo trung ấm thân của phật gia vào dòng thánh để sử dụng thần thông mà không bị nhân quả cũng như không tuổi thọ ba dòng họ của phật gia nắm kéo trung ấm thân của Phật gia vào dòng họ để tái sanh làm người trở lại. Ba thế lực này nắm kéo rằng co như vậy, thình lình Phật gia la lên một tiếng cho thật lớn, buông, vì âm thanh lớn như vậy, phá đi thân của các thế lực cõi âm, tự nhiên thân các thế lực này tự tan, không còn nắm trung ấm thân của Phật gia nữa. Nhờ vậy, trung ấm thân của Phật gia được bay ra ngoài trái đất. Khi vừa bay ra ngoài trái đất thì bị các vị thánh giả Phật tạo hoa tiêu giả rước về Phật giới. Phật gia cũng áp dụng như các lần trước. Đường về Phật giới có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất, công đức vô lượng thì sẽ có ba phần sau đây diễn ra. Một, Phật ra đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 5 phút sau thức dậy. 2. Phật ra thấy mình nằm trong bầu tròn vàng sáng trong. 3. Bầu tròn này chính là trung ấm thân của Phật gia. Do tánh người của Phật ra không còn bao sắc thân của Phật gia nữa, nên chuyển thành là trung ấm thân để làm phương tiện chuyên chở tánh Phật mượn thân và tánh người tạo công đức mang về Phật giới hoặc tạo các nghiệp đi đến nơi mà trong trung ấm thân của Phật gia chứa nghiệp đó. 4. Hôm nay, Phật gia đã được truyền bí mật thiền tông, có nghĩa là Phật gia đã muốn trở về Phật giới, không còn muốn đi luân hồi nữa. Nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức vô lượng, thì sẽ diễn ra như sau. Trung ấm thân của Phật gia phát ra ánh sáng màu vàng sáng rực, Vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia không dám lại gần, đứng xa nói: "Ta là thần quản lý tánh Phật của Phật gia, cho trung ấm thân của Phật gia mang tánh Phật và khối công đức bay ra khỏi trái đất trở về Phật giới." Khi trung ấm thân bay ra khỏi trái đất 10 km thì thấy có hoa tiêu của vị Phật chờ sẵn, rước trung ấm thân của Phật gia đến nơi các vị Phật ngự để các vị Phật dạy Phật ra đường trở về Phật giới. Đường về Phật giới như sau. Đầu tiên, vị Phật dạy Phật ra là còn bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày nữa là trái đất sẽ quay đến trung tâm vận hành luân hồi của tam giới. Khi trung ấm thân vào được trung tâm vận hành luân hồi, thì các phần sau đây được hút trở lại trái đất gồm một Trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương, nên bị hút trở lại trái đất hai nghiệp phước đức dương cấu tạo bằng điện từ dương cũng bị hút trở lại trái đất ba nghiệp phước đức âm cấu tạo bằng điện từ âm cũng bị hút trở lại trái đất lúc này chỉ còn lại là tánh phật và khối công đức tánh phật là một nguyên tử sáng có bốn thứ hằng thấy nghe nói biết Công đức là thứ vật tư sử dụng trong Phật giới để định hình ra ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh và kim thân Phật. Khi tánh Phật và khối công đức được điện từ dương, trong ống trung tâm vận hành luân hồi đẩy ra khỏi tam giới trở về Phật giới, liền được điện tử quang trong Phật giới chiếu vào khối công đức này, tức khắc định hình ra ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh. Từ trong ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh này, sản sanh ra một kim thân Phật tánh phật ẩn vào kim thân phật này kim thân phật này hoạt động mà loài người ở trái đất gọi là thành phật trường hợp thứ hai công đức phước đức bằng nhau thì có ba phần sau đây diễn ra một phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ ba mươi phút sau thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có hai màu nửa trắng nửa vàng ba nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức và phước đức bằng nhau, thì vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia nắm trung ấm thân của Phật gia bên nửa trắng và nói: "Trong trung ấm thân của Phật gia công đức phước đức bằng nhau. Vậy, muốn trở về Phật giới hay vãng sanh lên tam giới hưởng phước?" Nếu Phật gia muốn trở về Phật giới, thì nói dứt khoát với vị thần quản lý rằng: "Tôi muốn trở về Phật giới" thì vị thần quản lý tánh phật của Phật gia thả trung ấm thân của Phật gia ra và nói thần ta cho trung ấm thân trở tánh phật và khối công đức trở về Phật giới vậy trung ấm thân nên cẩn thận Phật gia phải biết một nếu Phật gia phát ra được pháp trần thì thập loại thánh không làm hoa tiêu giả thử Phật gia vì vậy Phật gia điều khiển trung ấm thân của Phật gia tự do trở tánh Phật và công đức trở về Phật giới, như là trường hợp công đức vô lượng vậy. 2. Còn Phật gia không phát ra được Pháp Trần khi trung ấm thân của Phật gia vừa bay ra ngoài trái đất, tức khắc thập loại thánh chặn lại và nói, Như Lai là Phật, biết tánh Phật vào thế giới loài người tạo được công đức mang trở về Phật giới. Vậy, hãy theo hoa tiêu của Như Lai bay ra ngoài sức hút của trái đất trở về Phật giới. Vị này vừa nói, liền co các ngón tay lại, tạo thành hai bầu tròn, quay ngược chiều nhau. Một hoa tiêu hình thành xong, vị này nói, Phật gia trở tánh Phật và khối công đức bay theo hoa tiêu của Như Lai về Phật giới. Phật gia vâng lệnh điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này. Thình lình, phật ra cho trung ấm thân dừng lại hoa tiêu không biết nên không dừng lại đây là hoa tiêu giả vị này biết bị phật gia phát hiện nên phật giả này biến mất phật gia cứ dừng tại chỗ một lát sau sẽ có vị thứ hai xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất phật gia cũng thử như lần thứ nhất kết quả cũng như lần thứ nhất một lát sau nữa cũng sẽ có vị thứ ba xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất và thứ hai. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất và thứ hai, kết quả cũng như lần thứ nhất và thứ hai. Khi trung ấm thân của Phật gia trở tánh Phật và khối công đức bị thử ba lần như vậy, là trung ấm thân của Phật gia đã bay ra khỏi trái đất 5 km rồi, tức thoát ra ngoài tầm kiểm soát của các vị thập thánh. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay ra ngoài trái đất, thêm 5 km nữa là thoát ra ngoài sự kiểm soát của các vị thần, thì sẽ nhìn thấy được hoa tiêu của một vị Phật chờ sẵn. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này thêm 40 km nữa là đến nơi các chư Phật ngự để rước tánh Phật và khối công đức của Phật gia vào trung tâm vận hành để trở về Phật giới trường hợp thứ ba công đức ít phước đức nhiều ác đức cũng nhiều thì có ba phần sau đây diễn ra một phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ tám giờ thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có ba màu gồm một là màu vàng hai là màu trắng ba là màu đen ở ba góc này có ba thế lực nắm kéo rằng co một vị thần quản lý nắm kéo trung ấm thân của phật gia để thực thi nhân quả cho đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nghiệp ác đức hai vị thánh nắm kéo trung ấm thân của phật gia vào dòng thánh để sử dụng thần thông mà không bị nhân quả cũng như không tuổi thọ ba dòng họ của phật gia nắm kéo trung ấm thân của Phật gia vào dòng họ để tái sanh làm người trở lại. Ba thế lực này nắm kéo rằng co như vậy, thình lình Phật gia la lên một tiếng cho thật lớn, buông, vì âm thanh lớn như vậy, phá đi thân của các thế lực cõi âm, tự nhiên thân các thế lực này tự tan, không còn nắm trung ấm thân của Phật gia nữa. Nhờ vậy, trung ấm thân của Phật gia được bay ra ngoài trái đất. Khi vừa bay ra ngoài trái đất, thì bị các vị thánh giả Phật tạo hoa tiêu giả rước về Phật giới. Phật gia cũng áp dụng như các lần trước. Đường về Phật giới có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất, công đức vô lượng thì sẽ có ba phần sau đây diễn ra. Một, phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ năm phút sau thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu tròn vàng sáng trong ba bầu tròn này chính là trung ấm thân của phật gia do tánh người của phật gia không còn bao sắc thân của phật gia nữa nên chuyển thành là trung ấm thân để làm phương tiện chuyên chở tánh phật mượn thân và tánh người tạo công đức mang về phật giới hoặc tạo các nghiệp đi đến nơi mà trong trung ấm thân của Phật gia chứa nghiệp đó. 4. Hôm nay, Phật gia đã được truyền bí mật thiền tông, có nghĩa là Phật gia đã muốn trở về Phật giới, không còn muốn đi luân hồi nữa. Nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức vô lượng, thì sẽ diễn ra như sau. Trung ấm thân của Phật gia phát ra ánh sáng màu vàng sáng rực, Vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia không dám lại gần. Đứng xa nói, ta là thần quản lý tánh Phật của Phật gia. Cho trung ấm thân của Phật gia mang tánh Phật và khối công đức bay ra khỏi trái đất trở về Phật giới. Khi trung ấm thân bay ra khỏi trái đất 10 km, thì thấy có hoa tiêu của vị Phật chờ sẵn, rước trung ấm thân của Phật gia đến nơi các vị Phật ngự để các vị phật dạy phật gia đường trở về phật giới đường về phật giới như sau đầu tiên vị phật dạy phật gia là còn bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày nữa là trái đất sẽ quay đến trung tâm vận hành luân hồi của tam giới khi trung ấm thân vào được trung tâm vận hành luân hồi thì các phần sau đây được hút trở lại trái đất gồm một trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương nên bị hút trở lại trái đất. 2. Nghiệp phước đức dương cấu tạo bằng điện tử dương cũng bị hút trở lại trái đất. 3. Nghiệp phước đức âm cấu tạo bằng điện tử âm cũng bị hút trở lại trái đất. Lúc này chỉ còn lại là tánh Phật và khối công đức. Tánh Phật là một nguyên tử sáng có bốn thứ: hằng, thấy, nghe, nói, biết công đức là thứ vật tư sử dụng trong phật giới để định hình ra ngôi nhà pháp thân thanh tịnh và kim thân phật khi tánh phật và khối công đức được điện từ dương trong ống trung tâm vận hành luân hồi đẩy ra khỏi tam giới trở về phật giới liền được điện từ quang trong phật giới chiếu vào khối công đức này tức khắc định hình ra ngôi nhà pháp thân thanh tịnh từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này sản sanh ra một kim thân phật tánh phật ẩn vào kim thân phật này kim thân phật này hoạt động mà loài người ở trái đất gọi là thành phật trường hợp thứ hai công đức phước đức bằng nhau thì có ba phần sau đây diễn ra một phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ ba mươi phút sau thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có hai màu nửa trắng nửa vàng ba nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức và phước đức bằng nhau thì vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia nắm trung ấm thân của Phật gia bên nửa trắng và nói: "Trong trung ấm thân của Phật gia công đức phước đức bằng nhau. Vậy muốn trở về Phật giới hay vãng sanh lên tam giới hưởng phước? Nếu Phật gia muốn trở về Phật giới thì nói dứt khoát với vị thần quản lý rằng: Tôi muốn trở về Phật giới." thì vị thần quản lý tánh phật của phật gia thả trung ấm thân của phật gia ra và nói thần ta cho trung ấm thân chở tánh phật và khối công đức trở về phật giới vậy trung ấm thân nên cẩn thận phật gia phải biết một nếu phật gia phát ra được pháp trần thì thập loại thánh không làm hoa tiêu giả thử phật gia vì vậy Phật gia điều khiển trung ấm thân của Phật gia tự do trở tánh Phật và công đức trở về Phật giới, như là trường hợp công đức vô lượng vậy. 2. Còn Phật gia không phát ra được Pháp Trần khi trung ấm thân của Phật gia vừa bay ra ngoài trái đất, tức khắc thập loại thánh chặn lại và nói, Như Lai là Phật, biết tánh Phật vào thế giới loài người tạo được công đức mang trở về Phật giới. Vậy hãy theo hoa tiêu của Như Lai bay ra ngoài sức hút của trái đất trở về Phật giới. Vị này vừa nói, liền co các ngón tay lại, tạo thành hai bầu tròn, quay ngược chiều nhau. Một hoa tiêu hình thành xong, vị này nói, Phật gia chữ tánh Phật và khối công đức bay theo hoa tiêu của Như Lai về Phật giới. Phật gia vâng lệnh điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này. Thình lình, phật ra cho trung ấm thân dừng lại hoa tiêu không biết nên không dừng lại đây là hoa tiêu giả vị này biết bị phật gia phát hiện nên phật giả này biến mất phật gia cứ dừng tại chỗ một lát sau sẽ có vị thứ hai xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất phật gia cũng thử như lần thứ nhất kết quả cũng như lần thứ nhất một lát sau nữa cũng sẽ có vị thứ ba xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất và thứ hai. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất và thứ hai, kết quả cũng như lần thứ nhất và thứ hai. Khi trung ấm thân của Phật gia chở tánh Phật và khối công đức bị thử ba lần như vậy, là trung ấm thân của Phật gia đã bay ra khỏi trái đất 5 km rồi, tức thoát ra ngoài tầm kiểm soát của các vị thập thánh. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay ra ngoài trái đất, thêm 5 km nữa là thoát ra ngoài sự kiểm soát của các vị thần, thì sẽ nhìn thấy được hoa tiêu của một vị Phật chờ sẵn. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này thêm 40 km nữa là đến nơi các chư Phật ngự để rước tánh Phật và khối công đức của Phật gia vào trung tâm vận hành để trở về Phật giới trường hợp thứ ba công đức ít phước đức nhiều ác đức cũng nhiều thì có ba phần sau đây diễn ra một phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ tám giờ thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có ba màu gồm một là màu vàng hai là màu trắng ba là màu đen ở ba góc này có ba thế lực nắm kéo ràng co. Một, vị thần quản lý nắm kéo trung ấm thân của Phật gia để thực thi nhân quả cho đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nghiệp ác đức. Hai, vị thánh nắm kéo trung ấm thân của Phật gia vào dòng thánh để sử dụng thần thông mà không bị nhân quả cũng như không tuổi thọ. Ba, dòng họ của Phật gia nắm kéo trung ấm thân của Phật gia vào dòng họ để tái sanh làm người trở lại. Ba thế lực này nắm kéo rằng co như vậy, thình lình Phật gia la lên một tiếng cho thật lớn, buông, vì âm thanh lớn như vậy, phá đi thân của các thế lực cõi âm, tự nhiên thân các thế lực này tự tan, không còn nắm trung ấm thân của Phật gia nữa. Nhờ vậy, trúng ấm thân của Phật gia được bay ra ngoài trái đất. Khi vừa bay ra ngoài trái đất thì bị các vị thánh giả Phật tạo hoa tiêu giả rước về Phật giới. Phật gia cũng áp dụng như các lần trước. Đường về Phật giới có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất, công đức vô lượng thì sẽ có ba phần sau đây diễn ra. Một, Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ năm phút sau thức dậy. 2. Phật gia thấy mình nằm trong, bầu tròn vàng sáng trong. 3. Bầu tròn này chính là trung ấm thân của Phật gia. Do tánh người của Phật gia không còn bao sắc thân của Phật gia nữa, nên chuyển thành là trung ấm thân, để làm phương tiện chuyên chở tánh Phật, mượn thân và tánh người tạo công đức mang về Phật giới hoặc tạo các nghiệp đi đến nơi mà trong trung ấm thân của Phật gia chứa nghiệp đó. 4. Hôm nay, Phật gia đã được truyền bí mật thiền tông, có nghĩa là Phật gia đã muốn trở về Phật giới, không còn muốn đi luân hồi nữa. Nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức vô lượng, thì sẽ diễn ra như sau. Trung ấm thân của Phật gia phát ra ánh sáng màu vàng sáng rực, Vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia không dám lại gần. Đứng xa nói, ta là thần quản lý tánh Phật của Phật gia. Cho trung ấm thân của Phật gia mang tánh Phật và khối công đức bay ra khỏi trái đất trở về Phật giới. Khi trung ấm thân bay ra khỏi trái đất 10 km, thì thấy có hoa tiêu của vị Phật chờ sẵn, rước trung ấm thân của Phật gia đến nơi các vị Phật ngự để các vị phật dạy phật gia đường trở về phật giới đường về phật giới như sau đầu tiên vị phật dạy phật gia là còn bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày nữa là trái đất sẽ quay đến trung tâm vận hành luân hồi của tam giới khi trung ấm thân vào được trung tâm vận hành luân hồi thì các phần sau đây được hút trở lại trái đất gồm một trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương nên bị hút trở lại trái đất. 2. Nghiệp phước đức dương cấu tạo bằng điện từ dương cũng bị hút trở lại trái đất. 3. Nghiệp phước đức âm cấu tạo bằng điện từ âm cũng bị hút trở lại trái đất. Lúc này, chỉ còn lại là tánh Phật và khối công đức. Tánh Phật là một nguyên tử sáng có bốn thứ, hằng, thấy, nghe, nói, biết. Công đức là thứ vật tư sử dụng trong Phật giới để định hình ra ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh và kim thân Phật. Khi tánh Phật và khối công đức được điện từ dương, trong ống trung tâm vận hành luân hồi đẩy ra khỏi tam giới trở về Phật giới, liền được điện tử quang trong Phật giới chiếu vào khối công đức này, tức khắc định hình ra ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh. Từ trong ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh này, sản sanh ra một kim thân Phật tánh phật ẩn vào kim thân phật này kim thân phật này hoạt động mà loài người ở trái đất gọi là thành phật trường hợp thứ hai công đức phước đức bằng nhau thì có ba phần sau đây diễn ra một phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ ba mươi phút sau thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có hai màu nửa trắng nửa vàng ba nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức và phước đức bằng nhau thì vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia nắm trung ấm thân của Phật gia bên nửa trắng và nói: "Trong trung ấm thân của Phật gia công đức phước đức bằng nhau. Vậy muốn trở về Phật giới hay vãng sanh lên tam giới hưởng phước?" Nếu Phật gia muốn trở về Phật giới thì nói dứt khoát với vị thần quản lý rằng: "Tôi muốn trở về Phật giới." thì vị thần quản lý tánh phật của phật gia thả trung ấm thân của phật gia ra và nói thần ta cho trung ấm thân chở tánh phật và khối công đức trở về phật giới vậy trung ấm thân nên cẩn thận phật gia phải biết một nếu phật gia phát ra được pháp trần thì thập loại thánh không làm hoa tiêu giả thử phật gia vì vậy Phật gia điều khiển trung ấm thân của Phật gia tự do trở tánh Phật và công đức trở về Phật giới, như là trường hợp công đức vô lượng vậy. 2. Còn Phật gia không phát ra được Pháp Trần khi trung ấm thân của Phật gia vừa bay ra ngoài trái đất, tức khắc thập loại thánh chặn lại và nói, Như Lai là Phật, biết tánh Phật vào thế giới loài người tạo được công đức mang trở về Phật giới. Vậy, hãy theo hoa tiêu của như lai bay ra ngoài sức hút của trái đất trở về phật giới vị này vừa nói liền co các ngón tay lại tạo thành hai bầu tròn quay ngược chiều nhau một hoa tiêu hình thành xong vị này nói phật gia trở tánh phật và khối công đức bay theo hoa tiêu của như lai về phật giới phật gia vâng lệnh điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này thình lình phật gia cho trung ấm thân dừng lại hoa tiêu không biết nên không dừng lại đây là hoa tiêu giả vị này biết bị phật gia phát hiện nên phật giả này biến mất phật gia cứ dừng tại chỗ một lát sau sẽ có vị thứ hai xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất phật gia cũng thử như lần thứ nhất kết quả cũng như lần thứ nhất một lát sau nữa cũng sẽ có vị thứ ba xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất và thứ hai. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất và thứ hai, kết quả cũng như lần thứ nhất và thứ hai. Khi trung ấm thân của Phật gia chở tánh Phật và khối công đức bị thử ba lần như vậy, là trung ấm thân của Phật gia đã bay ra khỏi trái đất 5 km rồi, tức thoát ra ngoài tầm kiểm soát của các vị thập thánh. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay ra ngoài trái đất, thêm 5 km nữa là thoát ra ngoài sự kiểm soát của các vị thần, thì sẽ nhìn thấy được hoa tiêu của một vị Phật chờ sẵn. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này thêm 40 km nữa là đến nơi các chư Phật ngự để rước tánh Phật và khối công đức của Phật gia vào trung tâm vận hành để trở về Phật giới trường hợp thứ ba công đức ít phước đức nhiều ác đức cũng nhiều thì có ba phần sau đây diễn ra một phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ tám giờ thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có ba màu gồm một là màu vàng hai là màu trắng ba là màu đen ở ba góc này có ba thế lực nắm kéo rằng co một vị thần quản lý nắm kéo trung ấm thân của phật gia để thực thi nhân quả cho đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nghiệp ác đức hai vị thánh nắm kéo trung ấm thân của phật gia vào dòng thánh để sử dụng thần thông mà không bị nhân quả cũng như không tuổi thọ ba dòng họ của phật gia nắm kéo trung ấm thân của Phật gia vào dòng họ để tái sanh làm người trở lại. Ba thế lực này nắm kéo rằng co như vậy, thình lình Phật gia la lên một tiếng cho thật lớn, buông, vì âm thanh lớn như vậy, phá đi thân của các thế lực cõi âm, tự nhiên thân các thế lực này tự tan, không còn nắm trung ấm thân của Phật gia nữa. Nhờ vậy, trung ấm thân của Phật gia được bay ra ngoài trái đất. Khi vừa bay ra ngoài trái đất, thì bị các vị thánh giả Phật tạo hoa tiêu giả rước về Phật giới. Phật gia cũng áp dụng như các lần trước. Đường về Phật giới có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất, công đức vô lượng thì sẽ có ba phần sau đây diễn ra. Một, Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 5 phút sau thức dậy. 2. Phật ra thấy mình nằm trong, bầu tròn vàng sáng trong. 3. Bầu tròn này chính là trung ấm thân của Phật gia. Do tánh người của Phật gia không còn bao sắc thân của Phật gia nữa, nên chuyển thành là trung ấm thân để làm phương tiện chuyên chở tánh Phật mượn thân và tánh người tạo công đức mang về Phật giới hoặc tạo các nghiệp đi đến nơi mà trong trung ấm thân của Phật gia chứa nghiệp đó. 4. Hôm nay, Phật gia đã được truyền bí mật thiền tông, có nghĩa là Phật gia đã muốn trở về Phật giới, không còn muốn đi luân hồi nữa. Nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức vô lượng, thì sẽ diễn ra như sau. Trung ấm thân của Phật gia phát ra ánh sáng màu vàng sáng rực, Vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia không dám lại gần, đứng xa nói: "Ta là thần quản lý tánh Phật của Phật gia, cho trung ấm thân của Phật gia mang tánh Phật và khối công đức bay ra khỏi trái đất trở về Phật giới." Khi trung ấm thân bay ra khỏi trái đất 10 km thì thấy có hoa tiêu của vị Phật chờ sẵn, rước trung ấm thân của Phật gia đến nơi các vị Phật ngự để các vị Phật dạy Phật ra đường trở về Phật giới. Đường về Phật giới như sau. Đầu tiên, vị Phật dạy Phật ra là còn bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày nữa là trái đất sẽ quay đến trung tâm vận hành luân hồi của tam giới. Khi trung ấm thân vào được trung tâm vận hành luân hồi, thì các phần sau đây được hút trở lại trái đất gồm một Trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương nên bị hút trở lại trái đất hai nghiệp phước đức dương cấu tạo bằng điện từ dương cũng bị hút trở lại trái đất ba nghiệp phước đức âm cấu tạo bằng điện từ âm cũng bị hút trở lại trái đất lúc này chỉ còn lại là tánh phật và khối công đức tánh phật là một nguyên tử sáng có bốn thứ hằng thấy nghe nói biết công đức là thứ vật tư sử dụng trong phật giới để định hình ra ngôi nhà pháp thân thanh tịnh và kim thân phật khi tánh phật và khối công đức được điện từ dương trong ống trung tâm vận hành luân hồi đẩy ra khỏi tam giới trở về phật giới liền được điện từ quang trong phật giới chiếu vào khối công đức này tức khắc định hình ra ngôi nhà pháp thân thanh tịnh từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này sản sanh ra một kim thân phật tánh phật ẩn vào kim thân phật này kim thân phật này hoạt động mà loài người ở trái đất gọi là thành phật trường hợp thứ hai công đức phước đức bằng nhau thì có ba phần sau đây diễn ra một phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ ba mươi phút sau thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có hai màu nửa trắng nửa vàng ba nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức và phước đức bằng nhau thì vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia nắm trung ấm thân của Phật gia bên nửa trắng và nói: "Trong trung ấm thân của Phật gia công đức phước đức bằng nhau. Vậy muốn trở về Phật giới hay vãng sanh lên tam giới hưởng phước?" Nếu Phật gia muốn trở về Phật giới thì nói dứt khoát với vị thần quản lý rằng: "Tôi muốn trở về Phật giới" thì vị thần quản lý tánh phật của phật gia thả trung ấm thân của phật gia ra và nói thần ta cho trung ấm thân chở tánh phật và khối công đức trở về phật giới vậy trung ấm thân nên cẩn thận phật gia phải biết một nếu phật gia phát ra được pháp trần thì thập loại thánh không làm hoa tiêu giả thử phật gia vì vậy Phật gia điều khiển trung ấm thân của Phật gia tự do trở tánh Phật và công đức trở về Phật giới, như là trường hợp công đức vô lượng vậy. 2. Còn Phật gia không phát ra được Pháp Trần khi trung ấm thân của Phật gia vừa bay ra ngoài trái đất, tức khắc thập loại thánh chặn lại và nói, Như Lai là Phật, biết tánh Phật vào thế giới loài người tạo được công đức mang trở về Phật giới. Vậy, hãy theo hoa tiêu của như lai bay ra ngoài sức hút của trái đất trở về phật giới vị này vừa nói liền co các ngón tay lại tạo thành hai bầu tròn quay ngược chiều nhau một hoa tiêu hình thành xong vị này nói phật gia trở tánh phật và khối công đức bay theo hoa tiêu của như lai về phật giới phật gia vâng lệnh điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này thình lình phật gia cho trung ấm thân dừng lại hoa tiêu không biết nên không dừng lại đây là hoa tiêu giả vị này biết bị phật gia phát hiện nên phật giả này biến mất phật gia cứ dừng tại chỗ một lát sau sẽ có vị thứ hai xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất phật gia cũng thử như lần thứ nhất kết quả cũng như lần thứ nhất một lát sau nữa cũng sẽ có vị thứ ba xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất và thứ hai. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất và thứ hai, kết quả cũng như lần thứ nhất và thứ hai. Khi trung ấm thân của Phật gia chở tánh Phật và khối công đức bị thử ba lần như vậy, là trung ấm thân của Phật gia đã bay ra khỏi trái đất 5 km rồi, tức thoát ra ngoài tầm kiểm soát của các vị thập thánh. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay ra ngoài trái đất, thêm 5 km nữa là thoát ra ngoài sự kiểm soát của các vị thần thì sẽ nhìn thấy được hoa tiêu của một vị Phật chờ sẵn. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này thêm 40 km nữa là đến nơi các chư Phật ngự để rước tánh Phật và khối công đức của Phật gia vào trung tâm vận hành để trở về Phật giới trường hợp thứ ba công đức ít phước đức nhiều ác đức cũng nhiều thì có ba phần sau đây diễn ra một phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ tám giờ thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có ba màu gồm một là màu vàng hai là màu trắng ba là màu đen ở ba góc này có ba thế lực nắm kéo rằng co một vị thần quản lý nắm kéo trung ấm thân của phật gia để thực thi nhân quả cho đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nghiệp ác đức hai vị thánh nắm kéo trung ấm thân của phật gia vào dòng thánh để sử dụng thần thông mà không bị nhân quả cũng như không tuổi thọ ba dòng họ của phật gia nắm kéo trung ấm thân của Phật gia vào dòng họ để tái sanh làm người trở lại. Ba thế lực này nắm kéo rằng co như vậy, thình lình Phật gia la lên một tiếng cho thật lớn, buông, vì âm thanh lớn như vậy, phá đi thân của các thế lực cõi âm, tự nhiên thân các thế lực này tự tan, không còn nắm trung ấm thân của Phật gia nữa. Nhờ vậy, trung ấm thân của Phật gia được bay ra ngoài trái đất. Khi vừa bay ra ngoài trái đất, thì bị các vị thánh giả Phật tạo hoa tiêu giả rước về Phật giới. Phật gia cũng áp dụng như các lần trước. Đường về Phật giới có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất, công đức vô lượng thì sẽ có ba phần sau đây diễn ra. Một, phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ năm phút sau thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu tròn vàng sáng trong ba bầu tròn này chính là trung ấm thân của phật gia do tánh người của phật gia không còn bao sắc thân của phật gia nữa nên chuyển thành là trung ấm thân để làm phương tiện chuyên chở tánh phật mượn thân và tánh người tạo công đức mang về phật giới hoặc tạo các nghiệp đi đến nơi mà trong trung ấm thân của Phật gia chứa nghiệp đó. 4. Hôm nay, Phật gia đã được truyền bí mật thiền tông, có nghĩa là Phật gia đã muốn trở về Phật giới, không còn muốn đi luân hồi nữa. Nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức vô lượng, thì sẽ diễn ra như sau. Trung ấm thân của Phật gia phát ra ánh sáng màu vàng sáng rực, Vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia không dám lại gần. Đứng xa nói, ta là thần quản lý tánh Phật của Phật gia. Cho trung ấm thân của Phật gia mang tánh Phật và khối công đức bay ra khỏi trái đất trở về Phật giới. Khi trung ấm thân bay ra khỏi trái đất 10 km, thì thấy có hoa tiêu của vị Phật chờ sẵn, rước trung ấm thân của Phật gia đến nơi các vị Phật ngự để các vị phật dạy phật gia đường trở về phật giới đường về phật giới như sau đầu tiên vị phật dạy phật gia là còn bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày nữa là trái đất sẽ quay đến trung tâm vận hành luân hồi của tam giới khi trung ấm thân vào được trung tâm vận hành luân hồi thì các phần sau đây được hút trở lại trái đất gồm một trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương nên bị hút trở lại trái đất. 2. Nghiệp phước đức dương cấu tạo bằng điện từ dương cũng bị hút trở lại trái đất. 3. Nghiệp phước đức âm cấu tạo bằng điện từ âm cũng bị hút trở lại trái đất. Lúc này chỉ còn lại là tánh Phật và khối công đức. Tánh Phật là một nguyên tử sáng có bốn thứ, hằng, thấy, nghe, nói, biết công đức là thứ vật tư sử dụng trong phật giới để định hình ra ngôi nhà pháp thân thanh tịnh và kim thân phật khi tánh phật và khối công đức được điện từ dương trong ống trung tâm vận hành luân hồi đẩy ra khỏi tam giới trở về phật giới liền được điện từ quang trong phật giới chiếu vào khối công đức này tức khắc định hình ra ngôi nhà pháp thân thanh tịnh từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này sản sanh ra một kim thân phật tánh phật ẩn vào kim thân phật này kim thân phật này hoạt động mà loài người ở trái đất gọi là thành phật trường hợp thứ hai công đức phước đức bằng nhau thì có ba phần sau đây diễn ra một phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ ba mươi phút sau thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có hai màu nửa trắng nửa vàng ba nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức và phước đức bằng nhau, thì vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia nắm trung ấm thân của Phật gia bên nửa trắng và nói: "Trong trung ấm thân của Phật gia công đức phước đức bằng nhau. Vậy, muốn trở về Phật giới hay vãng sanh lên tam giới hưởng phước?" Nếu Phật gia muốn trở về Phật giới, thì nói dứt khoát với vị thần quản lý rằng: "Tôi muốn trở về Phật giới." thì vị thần quản lý tánh phật của phật gia thả trung ấm thân của phật gia ra và nói thần ta cho trung ấm thân chở tánh phật và khối công đức trở về phật giới vậy trung ấm thân nên cẩn thận phật gia phải biết một nếu phật gia phát ra được pháp trần thì thập loại thánh không làm hoa tiêu giả thử phật gia vì vậy Phật gia điều khiển trung ấm thân của Phật gia tự do trở tánh Phật và công đức trở về Phật giới. Như là trường hợp công đức vô lượng vậy. 2. Còn Phật gia không phát ra được pháp trần khi trung ấm thân của Phật gia vừa bay ra ngoài trái đất, tức khắc thập loại thánh chặn lại và nói: Như Lai là Phật, biết tánh Phật vào thế giới loài người tạo được công đức mang trở về Phật giới. Vậy hãy theo hoa tiêu của Như Lai bay ra ngoài sức hút của trái đất trở về Phật giới. Vị này vừa nói, liền co các ngón tay lại, tạo thành hai bầu tròn, quay ngược chiều nhau. Một hoa tiêu hình thành xong, vị này nói, Phật gia trở tánh Phật và khối công đức bay theo hoa tiêu của Như Lai về Phật giới. Phật gia vâng lệnh điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này. Thình lình, phật ra cho trung ấm thân dừng lại hoa tiêu không biết nên không dừng lại đây là hoa tiêu giả vị này biết bị phật gia phát hiện nên phật giả này biến mất phật gia cứ dừng tại chỗ một lát sau sẽ có vị thứ hai xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất phật gia cũng thử như lần thứ nhất kết quả cũng như lần thứ nhất một lát sau nữa cũng sẽ có vị thứ ba xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất và thứ hai. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất và thứ hai. Kết quả cũng như lần thứ nhất và thứ hai. Khi trung ấm thân của Phật gia trở tánh Phật và khối công đức bị thử ba lần như vậy, là trung ấm thân của Phật gia đã bay ra khỏi trái đất 5 km rồi, tức thoát ra ngoài tầm kiểm soát của các vị thập thánh. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay ra ngoài trái đất thêm 5 km nữa là thoát ra ngoài sự kiểm soát của các vị thần thì sẽ nhìn thấy được hoa tiêu của một vị Phật chờ sẵn. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này thêm 40 km nữa là đến nơi các chư Phật ngự để rước tánh Phật và khối công đức của Phật gia vào trung tâm vận hành để trở về Phật giới trường hợp thứ ba công đức ít phước đức nhiều ác đức cũng nhiều thì có ba phần sau đây diễn ra một phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ tám giờ thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có ba màu gồm một là màu vàng hai là màu trắng ba là màu đen ở ba góc này có ba thế lực nắm kéo ràng co. Một, vị thần quản lý nắm kéo trung ấm thân của Phật gia để thực thi nhân quả cho đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nghiệp ác đức. Hai, vị thánh nắm kéo trung ấm thân của Phật gia vào dòng thánh để sử dụng thần thông mà không bị nhân quả cũng như không tuổi thọ. Ba, dòng họ của Phật gia nắm kéo trung ấm thân của Phật gia vào dòng họ để tái sanh làm người trở lại. Ba thế lực này nắm kéo rằng co như vậy, thình lình Phật gia la lên một tiếng cho thật lớn, buông, vì âm thanh lớn như vậy, phá đi thân của các thế lực cõi âm, tự nhiên thân các thế lực này tự tan, không còn nắm trung ấm thân của Phật gia nữa. Nhờ vậy, trúng ấm thân của Phật gia được bay ra ngoài trái đất. Khi vừa bay ra ngoài trái đất thì bị các vị thánh giả Phật tạo hoa tiêu giả rước về Phật giới. Phật gia cũng áp dụng như các lần trước. Đường về Phật giới có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất, công đức vô lượng thì sẽ có ba phần sau đây diễn ra. Một, phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ năm phút sau thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu tròn vàng sáng trong ba bầu tròn này chính là trung ấm thân của phật gia do tánh người của phật gia không còn bao sắc thân của phật gia nữa nên chuyển thành là trung ấm thân để làm phương tiện chuyên chở tánh phật mượn thân và tánh người tạo công đức mang về phật giới hoặc tạo các nghiệp đi đến nơi mà trong trung ấm thân của Phật gia chứa nghiệp đó. 4. Hôm nay, Phật gia đã được truyền bí mật thiền tông, có nghĩa là Phật gia đã muốn trở về Phật giới, không còn muốn đi luân hồi nữa. Nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức vô lượng, thì sẽ diễn ra như sau. Trung ấm thân của Phật gia phát ra ánh sáng màu vàng sáng rực, Vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia không dám lại gần. Đứng xa nói, ta là thần quản lý tánh Phật của Phật gia. Cho trung ấm thân của Phật gia mang tánh Phật và khối công đức bay ra khỏi trái đất trở về Phật giới. Khi trung ấm thân bay ra khỏi trái đất 10 km, thì thấy có hoa tiêu của vị Phật chờ sẵn. Rước trung ấm thân của Phật gia đến nơi các vị Phật ngự để các vị phật dạy phật gia đường trở về phật giới đường về phật giới như sau đầu tiên vị phật dạy phật gia là còn bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày nữa là trái đất sẽ quay đến trung tâm vận hành luân hồi của tam giới khi trung ấm thân vào được trung tâm vận hành luân hồi thì các phần sau đây được hút trở lại trái đất gồm một trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương nên bị hút trở lại trái đất. 2. Nghiệp phước đức dương cấu tạo bằng điện từ dương cũng bị hút trở lại trái đất. 3. Nghiệp phước đức âm cấu tạo bằng điện từ âm cũng bị hút trở lại trái đất. Lúc này, chỉ còn lại là tánh Phật và khối công đức. Tánh Phật là một nguyên tử sáng có bốn thứ, hằng, thấy, nghe, nói, biết. Công đức là thứ vật tư sử dụng trong Phật giới để định hình ra ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh và kim thân Phật. Khi tánh Phật và khối công đức được điện từ dương, trong ống trung tâm vận hành luân hồi đẩy ra khỏi tam giới trở về Phật giới, liền được điện tử quang trong Phật giới chiếu vào khối công đức này, tức khắc định hình ra ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh. Từ trong ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh này, sản sanh ra một kim thân Phật tánh phật ẩn vào kim thân phật này kim thân phật này hoạt động mà loài người ở trái đất gọi là thành phật trường hợp thứ hai công đức phước đức bằng nhau thì có ba phần sau đây diễn ra một phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ ba mươi phút sau thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có hai màu nửa trắng nửa vàng ba nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức và phước đức bằng nhau thì vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia nắm trung ấm thân của Phật gia bên nửa trắng và nói: "Trong trung ấm thân của Phật gia công đức phước đức bằng nhau. Vậy muốn trở về Phật giới hay vãng sanh lên tam giới hưởng phước?" Nếu Phật gia muốn trở về Phật giới thì nói dứt khoát với vị thần quản lý rằng: "Tôi muốn trở về Phật giới." thì vị thần quản lý tánh phật của phật gia thả trung ấm thân của phật gia ra và nói thần ta cho trung ấm thân chở tánh phật và khối công đức trở về phật giới vậy trung ấm thân nên cẩn thận phật gia phải biết một nếu phật gia phát ra được pháp trần thì thập loại thánh không làm hoa tiêu giả thử phật gia vì vậy Phật gia điều khiển trung ấm thân của Phật gia tự do trở tánh Phật và công đức trở về Phật giới, như là trường hợp công đức vô lượng vậy. 2. Còn Phật gia không phát ra được Pháp Trần khi trung ấm thân của Phật gia vừa bay ra ngoài trái đất, tức khắc thập loại thánh chặn lại và nói, Như Lai là Phật, biết tánh Phật vào thế giới loài người tạo được công đức mang trở về Phật giới. Vậy, hãy theo hoa tiêu của như lai bay ra ngoài sức hút của trái đất trở về phật giới vị này vừa nói liền co các ngón tay lại tạo thành hai bầu tròn quay ngược chiều nhau một hoa tiêu hình thành xong vị này nói phật gia trở tánh phật và khối công đức bay theo hoa tiêu của như lai về phật giới phật gia vâng lệnh điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này thình lình phật gia cho trung ấm thân dừng lại hoa tiêu không biết nên không dừng lại đây là hoa tiêu giả vị này biết bị phật gia phát hiện nên phật giả này biến mất phật gia cứ dừng tại chỗ một lát sau sẽ có vị thứ hai xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất phật gia cũng thử như lần thứ nhất kết quả cũng như lần thứ nhất một lát sau nữa cũng sẽ có vị thứ ba xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất và thứ hai. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất và thứ hai, kết quả cũng như lần thứ nhất và thứ hai. Khi trung ấm thân của Phật gia chở tánh Phật và khối công đức bị thử ba lần như vậy, là trung ấm thân của Phật gia đã bay ra khỏi trái đất 5 km rồi, tức thoát ra ngoài tầm kiểm soát của các vị thập thánh. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay ra ngoài trái đất, thêm 5 km nữa là thoát ra ngoài sự kiểm soát của các vị thần, thì sẽ nhìn thấy được hoa tiêu của một vị Phật chờ sẵn. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này thêm 40 km nữa là đến nơi các chư Phật ngự để rước tánh Phật và khối công đức của Phật gia vào trung tâm vận hành để trở về Phật giới trường hợp thứ ba công đức ít phước đức nhiều ác đức cũng nhiều thì có ba phần sau đây diễn ra một phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ tám giờ thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có ba màu gồm một là màu vàng hai là màu trắng ba là màu đen ở ba góc này có ba thế lực nắm kéo rằng co một vị thần quản lý nắm kéo trung ấm thân của phật gia để thực thi nhân quả cho đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nghiệp ác đức hai vị thánh nắm kéo trung ấm thân của phật gia vào dòng thánh để sử dụng thần thông mà không bị nhân quả cũng như không tuổi thọ ba dòng họ của phật gia nắm kéo trung ấm thân của Phật gia vào dòng họ để tái sanh làm người trở lại. Ba thế lực này nắm kéo rằng co như vậy, thình lình Phật gia la lên một tiếng cho thật lớn, buông, vì âm thanh lớn như vậy, phá đi thân của các thế lực cõi âm, tự nhiên thân các thế lực này tự tan, không còn nắm trung ấm thân của Phật gia nữa. Nhờ vậy, trung ấm thân của Phật gia được bay ra ngoài trái đất. Khi vừa bay ra ngoài trái đất thì bị các vị thánh giả Phật tạo hoa tiêu giả rước về Phật giới. Phật gia cũng áp dụng như các lần trước. Đường về Phật giới có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất, công đức vô lượng thì sẽ có ba phần sau đây diễn ra. Một, Phật ra đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 5 phút sau thức dậy. 2. Phật ra thấy mình nằm trong bầu tròn vàng sáng trong. 3. Bầu tròn này chính là trung ấm thân của Phật gia. Do tánh người của Phật ra không còn bao sắc thân của Phật gia nữa, nên chuyển thành là trung ấm thân để làm phương tiện chuyên chở tánh Phật mượn thân và tánh người tạo công đức mang về Phật giới hoặc tạo các nghiệp đi đến nơi mà trong trung ấm thân của Phật gia chứa nghiệp đó. 4. Hôm nay, Phật gia đã được truyền bí mật thiền tông, có nghĩa là Phật gia đã muốn trở về Phật giới, không còn muốn đi luân hồi nữa. Nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức vô lượng, thì sẽ diễn ra như sau. Trung ấm thân của Phật gia phát ra ánh sáng màu vàng sáng rực, Vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia không dám lại gần, đứng xa nói: "Ta là thần quản lý tánh Phật của Phật gia, cho trung ấm thân của Phật gia mang tánh Phật và khối công đức bay ra khỏi trái đất trở về Phật giới." Khi trung ấm thân bay ra khỏi trái đất 10 km thì thấy có hoa tiêu của vị Phật chờ sẵn, rước trung ấm thân của Phật gia đến nơi các vị Phật ngự để các vị Phật dạy Phật ra đường trở về Phật giới. Đường về Phật giới như sau. Đầu tiên, vị Phật dạy Phật ra là còn bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày nữa là trái đất sẽ quay đến trung tâm vận hành luân hồi của tam giới. Khi trung ấm thân vào được trung tâm vận hành luân hồi, thì các phần sau đây được hút trở lại trái đất gồm một Trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương, nên bị hút trở lại trái đất hai nghiệp phước đức dương cấu tạo bằng điện từ dương cũng bị hút trở lại trái đất ba nghiệp phước đức âm cấu tạo bằng điện từ âm cũng bị hút trở lại trái đất lúc này chỉ còn lại là tánh phật và khối công đức tánh phật là một nguyên tử sáng có bốn thứ hằng thấy nghe nói biết Công đức là thứ vật tư sử dụng trong Phật giới để định hình ra ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh và kim thân Phật. Khi tánh Phật và khối công đức được điện từ dương, trong ống trung tâm vận hành luân hồi đẩy ra khỏi tam giới trở về Phật giới, liền được điện tử quang trong Phật giới chiếu vào khối công đức này, tức khắc định hình ra ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh. Từ trong ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh này, sản sanh ra một kim thân Phật tánh Phật ẩn vào kim thân Phật này. Kim thân Phật này hoạt động mà loài người ở trái đất gọi là thành Phật. Trường hợp thứ hai, công đức phước đức bằng nhau thì có ba phần sau đây diễn ra. Một, Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ ba mươi phút sau thức dậy. Hai, Phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có hai màu nửa trắng nửa vàng. Ba, nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức và phước đức bằng nhau thì vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia nắm trung ấm thân của Phật gia bên nửa trắng và nói: "Trong trung ấm thân của Phật gia công đức phước đức bằng nhau. Vậy muốn trở về Phật giới hay vãng sanh lên tam giới hưởng phước?" Nếu Phật gia muốn trở về Phật giới thì nói dứt khoát với vị thần quản lý rằng: "Tôi muốn trở về Phật giới" thì vị thần quản lý tánh phật của phật gia thả trung ấm thân của phật gia ra và nói thần ta cho trung ấm thân chở tánh phật và khối công đức trở về phật giới vậy trung ấm thân nên cẩn thận phật gia phải biết một nếu phật gia phát ra được pháp trần thì thập loại thánh không làm hoa tiêu giả thử phật gia vì vậy Phật gia điều khiển trung ấm thân của Phật gia tự do trở tánh Phật và công đức trở về Phật giới, như là trường hợp công đức vô lượng vậy. 2. Còn Phật gia không phát ra được Pháp Trần khi trung ấm thân của Phật gia vừa bay ra ngoài trái đất, tức khắc thập loại thánh chặn lại và nói, Như Lai là Phật, biết tánh Phật vào thế giới loài người tạo được công đức mang trở về Phật giới. Vậy, hãy theo hoa tiêu của như lai bay ra ngoài sức hút của trái đất trở về phật giới vị này vừa nói liền co các ngón tay lại tạo thành hai bầu tròn quay ngược chiều nhau một hoa tiêu hình thành xong vị này nói phật gia chở tánh phật và khối công đức bay theo hoa tiêu của như lai về phật giới phật gia vâng lệnh điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này thình lình phật ra cho trung ấm thân dừng lại hoa tiêu không biết nên không dừng lại đây là hoa tiêu giả vị này biết bị phật gia phát hiện nên phật giả này biến mất phật gia cứ dừng tại chỗ một lát sau sẽ có vị thứ hai xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất phật gia cũng thử như lần thứ nhất kết quả cũng như lần thứ nhất một lát sau nữa cũng sẽ có vị thứ ba xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất và thứ hai. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất và thứ hai, kết quả cũng như lần thứ nhất và thứ hai. Khi trung ấm thân của Phật gia chở tánh Phật và khối công đức bị thử ba lần như vậy, là trung ấm thân của Phật gia đã bay ra khỏi trái đất 5 km rồi, tức thoát ra ngoài tầm kiểm soát của các vị thập thánh. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay ra ngoài trái đất, thêm 5 km nữa là thoát ra ngoài sự kiểm soát của các vị thần, thì sẽ nhìn thấy được hoa tiêu của một vị Phật chờ sẵn. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này thêm 40 km nữa là đến nơi các chư Phật ngự để rước tánh Phật và khối công đức của Phật gia vào trung tâm vận hành để trở về Phật giới trường hợp thứ ba công đức ít phước đức nhiều ác đức cũng nhiều thì có ba phần sau đây diễn ra một phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ tám giờ thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có ba màu gồm một là màu vàng hai là màu trắng ba là màu đen ở ba góc này có ba thế lực nắm kéo rằng co một vị thần quản lý nắm kéo trung ấm thân của phật gia để thực thi nhân quả cho đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nghiệp ác đức hai vị thánh nắm kéo trung ấm thân của phật gia vào dòng thánh để sử dụng thần thông mà không bị nhân quả cũng như không tuổi thọ ba dòng họ của phật gia nắm kéo trung ấm thân của Phật gia vào dòng họ để tái sanh làm người trở lại. Ba thế lực này nắm kéo rằng co như vậy, thình lình Phật gia la lên một tiếng cho thật lớn, buông, vì âm thanh lớn như vậy, phá đi thân của các thế lực cõi âm, tự nhiên thân các thế lực này tự tan, không còn nắm trung ấm thân của Phật gia nữa. Nhờ vậy, trung ấm thân của Phật gia được bay ra ngoài trái đất khi vừa bay ra ngoài trái đất thì bị các vị thánh giả Phật tạo hoa tiêu giả rước về Phật giới Phật gia cũng áp dụng như các lần trước đường về Phật giới có ba trường hợp trường hợp thứ nhất công đức vô lượng thì sẽ có ba phần sau đây diễn ra một phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ năm phút sau thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu tròn vàng sáng trong ba bầu tròn này chính là trung ấm thân của phật gia do tánh người của phật gia không còn bao sắc thân của phật gia nữa nên chuyển thành là trung ấm thân để làm phương tiện chuyên chở tánh phật mượn thân và tánh người tạo công đức mang về phật giới hoặc tạo các nghiệp đi đến nơi mà trong trung ấm thân của Phật gia chứa nghiệp đó. 4. Hôm nay, Phật gia đã được truyền bí mật thiền tông, có nghĩa là Phật gia đã muốn trở về Phật giới, không còn muốn đi luân hồi nữa. Nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức vô lượng, thì sẽ diễn ra như sau. Trung ấm thân của Phật gia phát ra ánh sáng màu vàng sáng rực, Vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia không dám lại gần. Đứng xa nói, ta là thần quản lý tánh Phật của Phật gia. Cho trung ấm thân của Phật gia mang tánh Phật và khối công đức bay ra khỏi trái đất trở về Phật giới. Khi trung ấm thân bay ra khỏi trái đất 10 km, thì thấy có hoa tiêu của vị Phật chờ sẵn, rước trung ấm thân của Phật gia đến nơi các vị Phật ngự để các vị phật dạy phật gia đường trở về phật giới đường về phật giới như sau đầu tiên vị phật dạy phật gia là còn bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày nữa là trái đất sẽ quay đến trung tâm vận hành luân hồi của tam giới khi trung ấm thân vào được trung tâm vận hành luân hồi thì các phần sau đây được hút trở lại trái đất gồm một trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương nên bị hút trở lại trái đất. 2. Nghiệp phước đức dương cấu tạo bằng điện tử dương cũng bị hút trở lại trái đất. 3. Nghiệp phước đức âm cấu tạo bằng điện tử âm cũng bị hút trở lại trái đất. Lúc này chỉ còn lại là tánh Phật và khối công đức. Tánh Phật là một nguyên tử sáng có bốn thứ: hằng, thấy, nghe, nói, biết Công đức là thứ vật tư sử dụng trong Phật giới để định hình ra ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh và kim thân Phật. Khi tánh Phật và khối công đức được điện từ dương, trong ống trung tâm vận hành luân hồi đẩy ra khỏi tam giới trở về Phật giới, liền được điện tử quang trong Phật giới chiếu vào khối công đức này, tức khắc định hình ra ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh. Từ trong ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh này, sản sanh ra một kim thân Phật, tánh phật ẩn vào kim thân phật này kim thân phật này hoạt động mà loài người ở trái đất gọi là thành phật trường hợp thứ hai công đức phước đức bằng nhau thì có ba phần sau đây diễn ra một phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ ba mươi phút sau thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có hai màu nửa trắng nửa vàng ba nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức và phước đức bằng nhau thì vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia nắm trung ấm thân của Phật gia bên nửa trắng và nói: "Trong trung ấm thân của Phật gia công đức phước đức bằng nhau. Vậy muốn trở về Phật giới hay vãng sanh lên tam giới hưởng phước? Nếu Phật gia muốn trở về Phật giới thì nói dứt khoát với vị thần quản lý rằng: Tôi muốn trở về Phật giới." thì vị thần quản lý tánh phật của phật gia thả trung ấm thân của phật gia ra và nói thần ta cho trung ấm thân chở tánh phật và khối công đức trở về phật giới vậy trung ấm thân nên cẩn thận phật gia phải biết một nếu phật gia phát ra được pháp trần thì thập loại thánh không làm hoa tiêu giả thử phật gia vì vậy Phật gia điều khiển trung ấm thân của Phật gia tự do trở tánh Phật và công đức trở về Phật giới, như là trường hợp công đức vô lượng vậy. 2. Còn Phật gia không phát ra được Pháp Trần khi trung ấm thân của Phật gia vừa bay ra ngoài trái đất, tức khắc thập loại thánh chặn lại và nói, Như Lai là Phật, biết tánh Phật vào thế giới loài người tạo được công đức mang trở về Phật giới. Vậy hãy theo hoa tiêu của Như Lai bay ra ngoài sức hút của trái đất trở về Phật giới. Vị này vừa nói, liền co các ngón tay lại, tạo thành hai bầu tròn, quay ngược chiều nhau. Một hoa tiêu hình thành xong, vị này nói, Phật gia chữ tánh Phật và khối công đức bay theo hoa tiêu của Như Lai về Phật giới. Phật gia vâng lệnh điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này. Thình lình, phật ra cho trung ấm thân dừng lại hoa tiêu không biết nên không dừng lại đây là hoa tiêu giả vị này biết bị phật gia phát hiện nên phật giả này biến mất phật gia cứ dừng tại chỗ một lát sau sẽ có vị thứ hai xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất phật gia cũng thử như lần thứ nhất kết quả cũng như lần thứ nhất một lát sau nữa cũng sẽ có vị thứ ba xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất và thứ hai. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất và thứ hai, kết quả cũng như lần thứ nhất và thứ hai. Khi trung ấm thân của Phật gia chở tánh Phật và khối công đức bị thử ba lần như vậy, là trung ấm thân của Phật gia đã bay ra khỏi trái đất 5 km rồi, tức thoát ra ngoài tầm kiểm soát của các vị thập thánh. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay ra ngoài trái đất thêm 5 km nữa là thoát ra ngoài sự kiểm soát của các vị thần. Thì sẽ nhìn thấy được hoa tiêu của một vị Phật chờ sẵn. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này thêm 40 km nữa là đến nơi các chư Phật ngự để rước tánh Phật và khối công đức của Phật gia vào trung tâm vận hành để trở về Phật giới trường hợp thứ ba công đức ít phước đức nhiều ác đức cũng nhiều thì có ba phần sau đây diễn ra một phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ tám giờ thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có ba màu gồm một là màu vàng hai là màu trắng ba là màu đen ở ba góc này có ba thế lực nắm kéo rằng co một vị thần quản lý nắm kéo trung ấm thân của phật gia để thực thi nhân quả cho đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nghiệp ác đức hai vị thánh nắm kéo trung ấm thân của phật gia vào dòng thánh để sử dụng thần thông mà không bị nhân quả cũng như không tuổi thọ ba dòng họ của phật gia nắm kéo trung ấm thân của Phật gia vào dòng họ để tái sanh làm người trở lại. Ba thế lực này nắm kéo rằng co như vậy, thình lình Phật gia la lên một tiếng cho thật lớn, buông, vì âm thanh lớn như vậy, phá đi thân của các thế lực cõi âm, tự nhiên thân các thế lực này tự tan, không còn nắm trung ấm thân của Phật gia nữa. Nhờ vậy, trung ấm thân của Phật gia được bay ra ngoài trái đất khi vừa bay ra ngoài trái đất thì bị các vị thánh giả Phật tạo hoa tiêu giả rước về Phật giới Phật gia cũng áp dụng như các lần trước đường về Phật giới có ba trường hợp trường hợp thứ nhất công đức vô lượng thì sẽ có ba phần sau đây diễn ra một Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ năm phút sau thức dậy. 2. Phật gia thấy mình nằm trong, bầu tròn vàng sáng trong. 3. Bầu tròn này chính là trung ấm thân của Phật gia. Do tánh người của Phật gia không còn bao sắc thân của Phật gia nữa, nên chuyển thành là trung ấm thân, để làm phương tiện chuyên chở tánh Phật, mượn thân và tánh người tạo công đức mang về Phật giới hoặc tạo các nghiệp đi đến nơi mà trong trung ấm thân của Phật gia chứa nghiệp đó. 4. Hôm nay, Phật gia đã được truyền bí mật thiền tông, có nghĩa là Phật gia đã muốn trở về Phật giới, không còn muốn đi luân hồi nữa. Nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức vô lượng, thì sẽ diễn ra như sau. Trung ấm thân của Phật gia phát ra ánh sáng màu vàng sáng rực, Vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia không dám lại gần. Đứng xa nói, ta là thần quản lý tánh Phật của Phật gia. Cho trung ấm thân của Phật gia mang tánh Phật và khối công đức bay ra khỏi trái đất trở về Phật giới. Khi trung ấm thân bay ra khỏi trái đất 10 km, thì thấy có hoa tiêu của vị Phật chờ sẵn, rước trung ấm thân của Phật gia đến nơi các vị Phật ngự để các vị phật dạy phật gia đường trở về phật giới đường về phật giới như sau đầu tiên vị phật dạy phật gia là còn bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày nữa là trái đất sẽ quay đến trung tâm vận hành luân hồi của tam giới khi trung ấm thân vào được trung tâm vận hành luân hồi thì các phần sau đây được hút trở lại trái đất gồm một trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương nên bị hút trở lại trái đất. 2. Nghiệp phước đức dương cấu tạo bằng điện từ dương cũng bị hút trở lại trái đất. 3. Nghiệp phước đức âm cấu tạo bằng điện từ âm cũng bị hút trở lại trái đất. Lúc này chỉ còn lại là tánh Phật và khối công đức. Tánh Phật là một nguyên tử sáng có bốn thứ, hằng, thấy, nghe, nói, biết. Công đức là thứ vật tư sử dụng trong Phật giới để định hình ra ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh và kim thân Phật. Khi tánh Phật và khối công đức được điện từ dương, trong ống trung tâm vận hành luân hồi đẩy ra khỏi tam giới trở về Phật giới, liền được điện tử quang trong Phật giới chiếu vào khối công đức này, tức khắc định hình ra ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh. Từ trong ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh này, sản sanh ra một kim thân Phật, tánh phật ẩn vào kim thân phật này kim thân phật này hoạt động mà loài người ở trái đất gọi là thành phật trường hợp thứ hai công đức phước đức bằng nhau thì có ba phần sau đây diễn ra một phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ ba mươi phút sau thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có hai màu nửa trắng nửa vàng ba nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức và phước đức bằng nhau thì vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia nắm trung ấm thân của Phật gia bên nửa trắng và nói: "Trong trung ấm thân của Phật gia công đức phước đức bằng nhau. Vậy muốn trở về Phật giới hay vãng sanh lên tam giới hưởng phước?" Nếu Phật gia muốn trở về Phật giới thì nói dứt khoát với vị thần quản lý rằng: "Tôi muốn trở về Phật giới." thì vị thần quản lý tánh phật của phật gia thả trung ấm thân của phật gia ra và nói thần ta cho trung ấm thân chở tánh phật và khối công đức trở về phật giới vậy trung ấm thân nên cẩn thận phật gia phải biết một nếu phật gia phát ra được pháp trần thì thập loại thánh không làm hoa tiêu giả thử phật gia vì vậy Phật gia điều khiển trung ấm thân của Phật gia tự do trở tánh Phật và công đức trở về Phật giới, như là trường hợp công đức vô lượng vậy. 2. Còn Phật gia không phát ra được Pháp Trần khi trung ấm thân của Phật gia vừa bay ra ngoài trái đất, tức khắc thập loại thánh chặn lại và nói, Như Lai là Phật, biết tánh Phật vào thế giới loài người tạo được công đức mang trở về Phật giới. Vậy, hãy theo hoa tiêu của như lai bay ra ngoài sức hút của trái đất trở về phật giới vị này vừa nói liền co các ngón tay lại tạo thành hai bầu tròn quay ngược chiều nhau một hoa tiêu hình thành xong vị này nói phật gia trở tánh phật và khối công đức bay theo hoa tiêu của như lai về phật giới phật gia vâng lệnh điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này thình lình phật gia cho trung ấm thân dừng lại hoa tiêu không biết nên không dừng lại đây là hoa tiêu giả vị này biết bị phật gia phát hiện nên phật giả này biến mất phật gia cứ dừng tại chỗ một lát sau sẽ có vị thứ hai xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất phật gia cũng thử như lần thứ nhất kết quả cũng như lần thứ nhất một lát sau nữa cũng sẽ có vị thứ ba xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất và thứ hai. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất và thứ hai, kết quả cũng như lần thứ nhất và thứ hai. Khi trung ấm thân của Phật gia chở tánh Phật và khối công đức bị thử ba lần như vậy, là trung ấm thân của Phật gia đã bay ra khỏi trái đất 5 km rồi, tức thoát ra ngoài tầm kiểm soát của các vị thập thánh. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay ra ngoài trái đất, thêm 5 km nữa là thoát ra ngoài sự kiểm soát của các vị thần, thì sẽ nhìn thấy được hoa tiêu của một vị Phật chờ sẵn. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này thêm 40 km nữa là đến nơi các chư Phật ngự để rước tánh Phật và khối công đức của Phật gia vào trung tâm vận hành để trở về Phật giới trường hợp thứ ba công đức ít phước đức nhiều ác đức cũng nhiều thì có ba phần sau đây diễn ra một phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ tám giờ thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có ba màu gồm một là màu vàng hai là màu trắng ba là màu đen ở ba góc này có ba thế lực nắm kéo rằng co một vị thần quản lý nắm kéo trung ấm thân của phật gia để thực thi nhân quả cho đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nghiệp ác đức hai vị thánh nắm kéo trung ấm thân của phật gia vào dòng thánh để sử dụng thần thông mà không bị nhân quả cũng như không tuổi thọ ba dòng họ của phật gia nắm kéo trung ấm thân của Phật gia vào dòng họ để tái sanh làm người trở lại. Ba thế lực này nắm kéo rằng co như vậy, thình lình Phật gia la lên một tiếng cho thật lớn, buông, vì âm thanh lớn như vậy, phá đi thân của các thế lực cõi âm, tự nhiên thân các thế lực này tự tan, không còn nắm trung ấm thân của Phật gia nữa. Nhờ vậy, trung ấm thân của Phật gia được bay ra ngoài trái đất. Khi vừa bay ra ngoài trái đất thì bị các vị thánh giả Phật tạo hoa tiêu giả rước về Phật giới. Phật gia cũng áp dụng như các lần trước. Đường về Phật giới có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất, công đức vô lượng thì sẽ có ba phần sau đây diễn ra. Một, phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ năm phút sau thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu tròn vàng sáng trong ba bầu tròn này chính là trung ấm thân của phật gia do tánh người của phật gia không còn bao sắc thân của phật gia nữa nên chuyển thành là trung ấm thân để làm phương tiện chuyên chở tánh phật mượn thân và tánh người tạo công đức mang về phật giới hoặc tạo các nghiệp đi đến nơi mà trong trung ấm thân của Phật gia chứa nghiệp đó. 4. Hôm nay, Phật gia đã được truyền bí mật thiền tông, có nghĩa là Phật gia đã muốn trở về Phật giới, không còn muốn đi luân hồi nữa. Nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức vô lượng, thì sẽ diễn ra như sau. Trung ấm thân của Phật gia phát ra ánh sáng màu vàng sáng rực, Vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia không dám lại gần. Đứng xa nói, ta là thần quản lý tánh Phật của Phật gia. Cho trung ấm thân của Phật gia mang tánh Phật và khối công đức bay ra khỏi trái đất trở về Phật giới. Khi trung ấm thân bay ra khỏi trái đất 10 km, thì thấy có hoa tiêu của vị Phật chờ sẵn, rước trung ấm thân của Phật gia đến nơi các vị Phật ngự để các vị Phật dạy Phật ra đường trở về Phật giới. Đường về Phật giới như sau. Đầu tiên, vị Phật dạy Phật ra là còn bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày nữa là trái đất sẽ quay đến trung tâm vận hành luân hồi của tam giới. Khi trung ấm thân vào được trung tâm vận hành luân hồi, thì các phần sau đây được hút trở lại trái đất gồm một Trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương nên bị hút trở lại trái đất hai nghiệp phước đức dương cấu tạo bằng điện từ dương cũng bị hút trở lại trái đất ba nghiệp phước đức âm cấu tạo bằng điện từ âm cũng bị hút trở lại trái đất lúc này chỉ còn lại là tánh phật và khối công đức tánh phật là một nguyên tử sáng có bốn thứ hằng thấy nghe nói biết công đức là thứ vật tư sử dụng trong phật giới để định hình ra ngôi nhà pháp thân thanh tịnh và kim thân phật khi tánh phật và khối công đức được điện từ dương trong ống trung tâm vận hành luân hồi đẩy ra khỏi tam giới trở về phật giới liền được điện tử quang trong phật giới chiếu vào khối công đức này tức khắc định hình ra ngôi nhà pháp thân thanh tịnh từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này sản sanh ra một kim thân phật tánh phật ẩn vào kim thân phật này kim thân phật này hoạt động mà loài người ở trái đất gọi là thành phật trường hợp thứ hai công đức phước đức bằng nhau thì có ba phần sau đây diễn ra một phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ ba mươi phút sau thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có hai màu nửa trắng nửa vàng ba nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức và phước đức bằng nhau thì vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia nắm trung ấm thân của Phật gia bên nửa trắng và nói: "Trong trung ấm thân của Phật gia công đức phước đức bằng nhau. Vậy muốn trở về Phật giới hay vãng sanh lên tam giới hưởng phước?" Nếu Phật gia muốn trở về Phật giới thì nói dứt khoát với vị thần quản lý rằng: "Tôi muốn trở về Phật giới" thì vị thần quản lý tánh phật của phật gia thả trung ấm thân của phật gia ra và nói thần ta cho trung ấm thân chở tánh phật và khối công đức trở về phật giới vậy trung ấm thân nên cẩn thận phật gia phải biết một nếu phật gia phát ra được pháp trần thì thập loại thánh không làm hoa tiêu giả thử phật gia vì vậy Phật gia điều khiển trung ấm thân của Phật gia tự do trở tánh Phật và công đức trở về Phật giới, như là trường hợp công đức vô lượng vậy. 2. Còn Phật gia không phát ra được Pháp Trần khi trung ấm thân của Phật gia vừa bay ra ngoài trái đất, tức khắc thập loại thánh chặn lại và nói, Như Lai là Phật, biết tánh Phật vào thế giới loài người tạo được công đức mang trở về Phật giới. Vậy, hãy theo hoa tiêu của Như Lai bay ra ngoài sức hút của trái đất trở về Phật giới. Vị này vừa nói, liền co các ngón tay lại, tạo thành hai bầu tròn, quay ngược chiều nhau. Một hoa tiêu hình thành xong, vị này nói, Phật gia trở tánh Phật và khối công đức bay theo hoa tiêu của Như Lai về Phật giới. Phật gia vâng lệnh điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này. Thình lình, phật ra cho trung ấm thân dừng lại hoa tiêu không biết nên không dừng lại đây là hoa tiêu giả vị này biết bị phật gia phát hiện nên phật giả này biến mất phật gia cứ dừng tại chỗ một lát sau sẽ có vị thứ hai xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất phật gia cũng thử như lần thứ nhất kết quả cũng như lần thứ nhất một lát sau nữa cũng sẽ có vị thứ ba xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất và thứ hai. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất và thứ hai, kết quả cũng như lần thứ nhất và thứ hai. Khi trung ấm thân của Phật gia chở tánh Phật và khối công đức bị thử ba lần như vậy, là trung ấm thân của Phật gia đã bay ra khỏi trái đất 5 km rồi, tức thoát ra ngoài tầm kiểm soát của các vị thập thánh. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay ra ngoài trái đất, thêm 5 km nữa là thoát ra ngoài sự kiểm soát của các vị thần thì sẽ nhìn thấy được hoa tiêu của một vị Phật chờ sẵn. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này thêm 40 km nữa là đến nơi các chư Phật ngự để rước tánh Phật và khối công đức của Phật gia vào trung tâm vận hành để trở về Phật giới trường hợp thứ ba công đức ít phước đức nhiều ác đức cũng nhiều thì có ba phần sau đây diễn ra một phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ tám giờ thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có ba màu gồm một là màu vàng hai là màu trắng ba là màu đen ở ba góc này có ba thế lực nắm kéo rằng co một vị thần quản lý nắm kéo trung ấm thân của phật gia để thực thi nhân quả cho đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nghiệp ác đức hai vị thánh nắm kéo trung ấm thân của phật gia vào dòng thánh để sử dụng thần thông mà không bị nhân quả cũng như không tuổi thọ ba dòng họ của phật gia nắm kéo trung ấm thân của Phật gia vào dòng họ để tái sanh làm người trở lại. Ba thế lực này nắm kéo rằng co như vậy, thình lình Phật gia la lên một tiếng cho thật lớn, buông, vì âm thanh lớn như vậy, phá đi thân của các thế lực cõi âm, tự nhiên thân các thế lực này tự tan, không còn nắm trung ấm thân của Phật gia nữa. Nhờ vậy, trung ấm thân của Phật gia được bay ra ngoài trái đất. Khi vừa bay ra ngoài trái đất, thì bị các vị thánh giả Phật tạo hoa tiêu giả rước về Phật giới. Phật gia cũng áp dụng như các lần trước. Đường về Phật giới có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất, công đức vô lượng thì sẽ có ba phần sau đây diễn ra. Một, Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 5 phút sau thức dậy. 2. Phật gia thấy mình nằm trong, bầu tròn vàng sáng trong. 3. Bầu tròn này chính là trung ấm thân của Phật gia. Do tánh người của Phật gia không còn bao sắc thân của Phật gia nữa, nên chuyển thành là trung ấm thân, để làm phương tiện chuyên chở tánh Phật mượn thân và tánh người tạo công đức mang về Phật giới hoặc tạo các nghiệp đi đến nơi mà trong trung ấm thân của Phật gia chứa nghiệp đó. 4. Hôm nay Phật gia đã được truyền bí mật thiền tông, có nghĩa là Phật gia đã muốn trở về Phật giới, không còn muốn đi luân hồi nữa. Nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức vô lượng thì sẽ diễn ra như sau. Trung ấm thân của Phật gia phát ra ánh sáng màu vàng sáng rực Vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia không dám lại gần. Đứng xa nói, ta là thần quản lý tánh Phật của Phật gia. Cho trung ấm thân của Phật gia mang tánh Phật và khối công đức bay ra khỏi trái đất trở về Phật giới. Khi trung ấm thân bay ra khỏi trái đất 10 km, thì thấy có hoa tiêu của vị Phật chờ sẵn, rước trung ấm thân của Phật gia đến nơi các vị Phật ngự để các vị phật dạy phật gia đường trở về phật giới đường về phật giới như sau đầu tiên vị phật dạy phật gia là còn bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày nữa là trái đất sẽ quay đến trung tâm vận hành luân hồi của tam giới khi trung ấm thân vào được trung tâm vận hành luân hồi thì các phần sau đây được hút trở lại trái đất gồm một trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương nên bị hút trở lại trái đất. 2. Nghiệp phước đức dương cấu tạo bằng điện tử dương cũng bị hút trở lại trái đất. 3. Nghiệp phước đức âm cấu tạo bằng điện tử âm cũng bị hút trở lại trái đất. Lúc này chỉ còn lại là tánh Phật và khối công đức. Tánh Phật là một nguyên tử sáng có bốn thứ: hằng, thấy, nghe, nói, biết Công đức là thứ vật tư sử dụng trong Phật giới để định hình ra ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh và kim thân Phật. Khi tánh Phật và khối công đức được điện từ dương, trong ống trung tâm vận hành luân hồi đẩy ra khỏi tam giới trở về Phật giới, liền được điện tử quang trong Phật giới chiếu vào khối công đức này, tức khắc định hình ra ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh. Từ trong ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh này, sản sanh ra một kim thân Phật, tánh phật ẩn vào kim thân phật này kim thân phật này hoạt động mà loài người ở trái đất gọi là thành phật trường hợp thứ hai công đức phước đức bằng nhau thì có ba phần sau đây diễn ra một phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ ba mươi phút sau thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có hai màu nửa trắng nửa vàng ba nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức và phước đức bằng nhau, thì vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia nắm trung ấm thân của Phật gia bên nửa trắng và nói: "Trong trung ấm thân của Phật gia công đức phước đức bằng nhau. Vậy, muốn trở về Phật giới hay vãng sanh lên tam giới hưởng phước? Nếu Phật gia muốn trở về Phật giới, thì nói dứt khoát với vị thần quản lý rằng: Tôi muốn trở về Phật giới." thì vị thần quản lý tánh phật của phật gia thả trung ấm thân của phật gia ra và nói thần ta cho trung ấm thân chở tánh phật và khối công đức trở về phật giới vậy trung ấm thân nên cẩn thận phật gia phải biết một nếu phật gia phát ra được pháp trần thì thập loại thánh không làm hoa tiêu giả thử phật gia vì vậy Phật gia điều khiển trung ấm thân của Phật gia tự do trở tánh Phật và công đức trở về Phật giới. Như là trường hợp công đức vô lượng vậy. 2. Còn Phật gia không phát ra được pháp trần khi trung ấm thân của Phật gia vừa bay ra ngoài trái đất, tức khắc thập loại thánh chặn lại và nói: Như Lai là Phật, biết tánh Phật vào thế giới loài người tạo được công đức mang trở về Phật giới. Vậy hãy theo hoa tiêu của Như Lai bay ra ngoài sức hút của trái đất trở về Phật giới. Vị này vừa nói, liền co các ngón tay lại, tạo thành hai bầu tròn, quay ngược chiều nhau. Một hoa tiêu hình thành xong, vị này nói, Phật gia chữ tánh Phật và khối công đức bay theo hoa tiêu của Như Lai về Phật giới. Phật gia vâng lệnh điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này. Thình lình, phật ra cho trung ấm thân dừng lại hoa tiêu không biết nên không dừng lại đây là hoa tiêu giả vị này biết bị phật gia phát hiện nên phật giả này biến mất phật gia cứ dừng tại chỗ một lát sau sẽ có vị thứ hai xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất phật gia cũng thử như lần thứ nhất kết quả cũng như lần thứ nhất một lát sau nữa cũng sẽ có vị thứ ba xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất và thứ hai. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất và thứ hai, kết quả cũng như lần thứ nhất và thứ hai. Khi trung ấm thân của Phật gia chở tánh Phật và khối công đức bị thử ba lần như vậy, là trung ấm thân của Phật gia đã bay ra khỏi trái đất 5 km rồi, tức thoát ra ngoài tầm kiểm soát của các vị thập thánh. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay ra ngoài trái đất thêm 5 km nữa là thoát ra ngoài sự kiểm soát của các vị thần thì sẽ nhìn thấy được hoa tiêu của một vị Phật chờ sẵn. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này thêm 40 km nữa là đến nơi các chư Phật ngự để rước tánh Phật và khối công đức của Phật gia vào trung tâm vận hành để trở về Phật giới trường hợp thứ ba công đức ít phước đức nhiều ác đức cũng nhiều thì có ba phần sau đây diễn ra một phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ tám giờ thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có ba màu gồm một là màu vàng hai là màu trắng ba là màu đen ở ba góc này có ba thế lực nắm kéo ràng co. Một, vị thần quản lý nắm kéo trung ấm thân của Phật gia để thực thi nhân quả cho đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nghiệp ác đức. Hai, vị thánh nắm kéo trung ấm thân của Phật gia vào dòng thánh để sử dụng thần thông mà không bị nhân quả cũng như không tuổi thọ. Ba, dòng họ của Phật gia nắm kéo trung ấm thân của Phật gia vào dòng họ để tái sanh làm người trở lại. Ba thế lực này nắm kéo rằng co như vậy, thình lình Phật gia la lên một tiếng cho thật lớn, buông, vì âm thanh lớn như vậy, phá đi thân của các thế lực cõi âm, tự nhiên thân các thế lực này tự tan, không còn nắm trung ấm thân của Phật gia nữa. Nhờ vậy, trung ấm thân của Phật gia được bay ra ngoài trái đất khi vừa bay ra ngoài trái đất thì bị các vị thánh giả Phật tạo hoa tiêu giả rước về Phật giới Phật gia cũng áp dụng như các lần trước đường về Phật giới có ba trường hợp trường hợp thứ nhất công đức vô lượng thì sẽ có ba phần sau đây diễn ra một Phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ năm phút sau thức dậy. 2. Phật gia thấy mình nằm trong, bầu tròn vàng sáng trong. 3. Bầu tròn này chính là trung ấm thân của Phật gia. Do tánh người của Phật gia không còn bao sắc thân của Phật gia nữa, nên chuyển thành là trung ấm thân, để làm phương tiện chuyên chở tánh Phật, mượn thân và tánh người tạo công đức mang về Phật giới hoặc tạo các nghiệp đi đến nơi mà trong trung ấm thân của Phật gia chứa nghiệp đó. 4. Hôm nay, Phật gia đã được truyền bí mật thiền tông, có nghĩa là Phật gia đã muốn trở về Phật giới, không còn muốn đi luân hồi nữa. Nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức vô lượng, thì sẽ diễn ra như sau. Trung ấm thân của Phật gia phát ra ánh sáng màu vàng sáng rực, Vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia không dám lại gần. Đứng xa nói, ta là thần quản lý tánh Phật của Phật gia. Cho trung ấm thân của Phật gia mang tánh Phật và khối công đức bay ra khỏi trái đất trở về Phật giới. Khi trung ấm thân bay ra khỏi trái đất 10 km, thì thấy có hoa tiêu của vị Phật chờ sẵn, rước trung ấm thân của Phật gia đến nơi các vị Phật ngự để các vị phật dạy phật gia đường trở về phật giới đường về phật giới như sau đầu tiên vị phật dạy phật gia là còn bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày nữa là trái đất sẽ quay đến trung tâm vận hành luân hồi của tam giới khi trung ấm thân vào được trung tâm vận hành luân hồi thì các phần sau đây được hút trở lại trái đất gồm một trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương nên bị hút trở lại trái đất. 2. Nghiệp phước đức dương cấu tạo bằng điện từ dương cũng bị hút trở lại trái đất. 3. Nghiệp phước đức âm cấu tạo bằng điện từ âm cũng bị hút trở lại trái đất. Lúc này chỉ còn lại là tánh Phật và khối công đức. Tánh Phật là một nguyên tử sáng có bốn thứ, hằng, thấy, nghe, nói, biết. Công đức là thứ vật tư sử dụng trong Phật giới để định hình ra ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh và kim thân Phật. Khi tánh Phật và khối công đức được điện từ dương, trong ống trung tâm vận hành luân hồi đẩy ra khỏi tam giới trở về Phật giới, liền được điện tử quang trong Phật giới chiếu vào khối công đức này, tức khắc định hình ra ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh. Từ trong ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh này, sản sanh ra một kim thân Phật tánh phật ẩn vào kim thân phật này kim thân phật này hoạt động mà loài người ở trái đất gọi là thành phật trường hợp thứ hai công đức phước đức bằng nhau thì có ba phần sau đây diễn ra một phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ ba mươi phút sau thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có hai màu nửa trắng nửa vàng ba nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức và phước đức bằng nhau thì vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia nắm trung ấm thân của Phật gia bên nửa trắng và nói: "Trong trung ấm thân của Phật gia công đức phước đức bằng nhau. Vậy muốn trở về Phật giới hay vãng sanh lên tam giới hưởng phước?" Nếu Phật gia muốn trở về Phật giới thì nói dứt khoát với vị thần quản lý rằng: "Tôi muốn trở về Phật giới." thì vị thần quản lý tánh phật của phật gia thả trung ấm thân của phật gia ra và nói thần ta cho trung ấm thân chở tánh phật và khối công đức trở về phật giới vậy trung ấm thân nên cẩn thận phật gia phải biết một nếu phật gia phát ra được pháp trần thì thập loại thánh không làm hoa tiêu giả thử phật gia vì vậy Phật gia điều khiển trung ấm thân của Phật gia tự do trở tánh Phật và công đức trở về Phật giới, như là trường hợp công đức vô lượng vậy. 2. Còn Phật gia không phát ra được Pháp Trần khi trung ấm thân của Phật gia vừa bay ra ngoài trái đất, tức khắc thập loại thánh chặn lại và nói, Như Lai là Phật, biết tánh Phật vào thế giới loài người tạo được công đức mang trở về Phật giới. Vậy, hãy theo hoa tiêu của như lai bay ra ngoài sức hút của trái đất trở về phật giới vị này vừa nói liền co các ngón tay lại tạo thành hai bầu tròn quay ngược chiều nhau một hoa tiêu hình thành xong vị này nói phật gia trở tánh phật và khối công đức bay theo hoa tiêu của như lai về phật giới phật gia vâng lệnh điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này thình lình phật gia cho trung ấm thân dừng lại hoa tiêu không biết nên không dừng lại đây là hoa tiêu giả vị này biết bị phật gia phát hiện nên phật giả này biến mất phật gia cứ dừng tại chỗ một lát sau sẽ có vị thứ hai xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất phật gia cũng thử như lần thứ nhất kết quả cũng như lần thứ nhất một lát sau nữa cũng sẽ có vị thứ ba xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất và thứ hai. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất và thứ hai, kết quả cũng như lần thứ nhất và thứ hai. Khi trung ấm thân của Phật gia chở tánh Phật và khối công đức bị thử ba lần như vậy, là trung ấm thân của Phật gia đã bay ra khỏi trái đất 5 km rồi, tức thoát ra ngoài tầm kiểm soát của các vị thập thánh. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay ra ngoài trái đất, thêm 5 km nữa là thoát ra ngoài sự kiểm soát của các vị thần, thì sẽ nhìn thấy được hoa tiêu của một vị Phật chờ sẵn. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này thêm 40 km nữa là đến nơi các chư Phật ngự để rước tánh Phật và khối công đức của Phật gia vào trung tâm vận hành để trở về Phật giới trường hợp thứ ba công đức ít phước đức nhiều ác đức cũng nhiều thì có ba phần sau đây diễn ra một phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ tám giờ thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có ba màu gồm một là màu vàng hai là màu trắng ba là màu đen ở ba góc này có ba thế lực nắm kéo rằng co một vị thần quản lý nắm kéo trung ấm thân của phật gia để thực thi nhân quả cho đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nghiệp ác đức hai vị thánh nắm kéo trung ấm thân của phật gia vào dòng thánh để sử dụng thần thông mà không bị nhân quả cũng như không tuổi thọ ba dòng họ của phật gia nắm kéo trung ấm thân của Phật gia vào dòng họ để tái sanh làm người trở lại. Ba thế lực này nắm kéo rằng co như vậy, thình lình Phật gia la lên một tiếng cho thật lớn, buông, vì âm thanh lớn như vậy, phá đi thân của các thế lực cõi âm, tự nhiên thân các thế lực này tự tan, không còn nắm trung ấm thân của Phật gia nữa. Nhờ vậy, trung ấm thân của Phật gia được bay ra ngoài trái đất. Khi vừa bay ra ngoài trái đất thì bị các vị thánh giả Phật tạo hoa tiêu giả rước về Phật giới. Phật gia cũng áp dụng như các lần trước. Đường về Phật giới có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất, công đức vô lượng thì sẽ có ba phần sau đây diễn ra. Một, Phật ra đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 5 phút sau thức dậy. 2. Phật ra thấy mình nằm trong bầu tròn vàng sáng trong. 3. Bầu tròn này chính là trung ấm thân của Phật gia. Do tánh người của Phật ra không còn bao sắc thân của Phật gia nữa, nên chuyển thành là trung ấm thân để làm phương tiện chuyên chở tánh Phật mượn thân và tánh người tạo công đức mang về Phật giới hoặc tạo các nghiệp đi đến nơi mà trong trung ấm thân của Phật gia chứa nghiệp đó. 4. Hôm nay, Phật gia đã được truyền bí mật thiền tông, có nghĩa là Phật gia đã muốn trở về Phật giới, không còn muốn đi luân hồi nữa. Nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức vô lượng, thì sẽ diễn ra như sau. Trung ấm thân của Phật gia phát ra ánh sáng màu vàng sáng rực, Vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia không dám lại gần. Đứng xa nói, ta là thần quản lý tánh Phật của Phật gia. Cho trung ấm thân của Phật gia mang tánh Phật và khối công đức bay ra khỏi trái đất trở về Phật giới. Khi trung ấm thân bay ra khỏi trái đất 10 km, thì thấy có hoa tiêu của vị Phật chờ sẵn, rước trung ấm thân của Phật gia đến nơi các vị Phật ngự để các vị Phật dạy Phật ra đường trở về Phật giới. Đường về Phật giới như sau. Đầu tiên, vị Phật dạy Phật ra là còn bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày nữa là trái đất sẽ quay đến trung tâm vận hành luân hồi của tam giới. Khi trung ấm thân vào được trung tâm vận hành luân hồi, thì các phần sau đây được hút trở lại trái đất gồm một Trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương, nên bị hút trở lại trái đất hai nghiệp phước đức dương cấu tạo bằng điện từ dương cũng bị hút trở lại trái đất ba nghiệp phước đức âm cấu tạo bằng điện từ âm cũng bị hút trở lại trái đất lúc này chỉ còn lại là tánh phật và khối công đức tánh phật là một nguyên tử sáng có bốn thứ hằng thấy nghe nói biết Công đức là thứ vật tư sử dụng trong Phật giới để định hình ra ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh và kim thân Phật. Khi tánh Phật và khối công đức được điện từ dương, trong ống trung tâm vận hành luân hồi đẩy ra khỏi tam giới trở về Phật giới, liền được điện tử quang trong Phật giới chiếu vào khối công đức này, tức khắc định hình ra ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh. Từ trong ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh này, sản sanh ra một kim thân Phật tánh phật ẩn vào kim thân phật này kim thân phật này hoạt động mà loài người ở trái đất gọi là thành phật trường hợp thứ hai công đức phước đức bằng nhau thì có ba phần sau đây diễn ra một phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ ba mươi phút sau thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có hai màu nửa trắng nửa vàng ba nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức và phước đức bằng nhau thì vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia nắm trung ấm thân của Phật gia bên nửa trắng và nói: "Trong trung ấm thân của Phật gia công đức phước đức bằng nhau. Vậy muốn trở về Phật giới hay vãng sanh lên tam giới hưởng phước?" Nếu Phật gia muốn trở về Phật giới thì nói dứt khoát với vị thần quản lý rằng: "Tôi muốn trở về Phật giới" thì vị thần quản lý tánh phật của phật gia thả trung ấm thân của phật gia ra và nói thần ta cho trung ấm thân chở tánh phật và khối công đức trở về phật giới vậy trung ấm thân nên cẩn thận phật gia phải biết một nếu phật gia phát ra được pháp trần thì thập loại thánh không làm hoa tiêu giả thử phật gia vì vậy Phật gia điều khiển trung ấm thân của Phật gia tự do trở tánh Phật và công đức trở về Phật giới, như là trường hợp công đức vô lượng vậy. 2. Còn Phật gia không phát ra được Pháp Trần khi trung ấm thân của Phật gia vừa bay ra ngoài trái đất, tức khắc thập loại thánh chặn lại và nói, Như Lai là Phật, biết tánh Phật vào thế giới loài người tạo được công đức mang trở về Phật giới. Vậy, hãy theo hoa tiêu của như lai bay ra ngoài sức hút của trái đất trở về phật giới vị này vừa nói liền co các ngón tay lại tạo thành hai bầu tròn quay ngược chiều nhau một hoa tiêu hình thành xong vị này nói phật gia chở tánh phật và khối công đức bay theo hoa tiêu của như lai về phật giới phật gia vâng lệnh điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này thình lình Phật ra cho trung ấm thân dừng lại. Hoa tiêu không biết nên không dừng lại. Đây là hoa tiêu giả. Vị này biết bị Phật ra phát hiện nên Phật giả này biến mất. Phật ra cứ dừng tại chỗ. Một lát sau sẽ có vị thứ hai xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất. Phật ra cũng thử như lần thứ nhất. Kết quả cũng như lần thứ nhất. Một lát sau nữa, cũng sẽ có vị thứ ba xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất và thứ hai. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất và thứ hai. Kết quả cũng như lần thứ nhất và thứ hai. Khi trung ấm thân của Phật gia trở tánh Phật và khối công đức bị thử ba lần như vậy, là trung ấm thân của Phật gia đã bay ra khỏi trái đất 5 km rồi, tức thoát ra ngoài tầm kiểm soát của các vị thập thánh Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay ra ngoài trái đất, thêm 5 km nữa là thoát ra ngoài sự kiểm soát của các vị thần thì sẽ nhìn thấy được hoa tiêu của một vị Phật chờ sẵn. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này thêm 40 km nữa là đến nơi các chư Phật ngự để rước tánh Phật và khối công đức của Phật gia vào trung tâm vận hành để trở về Phật giới trường hợp thứ ba công đức ít phước đức nhiều ác đức cũng nhiều thì có ba phần sau đây diễn ra một phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ tám giờ thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có ba màu gồm một là màu vàng hai là màu trắng ba là màu đen ở ba góc này có ba thế lực nắm kéo rằng co một vị thần quản lý nắm kéo trung ấm thân của phật gia để thực thi nhân quả cho đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nghiệp ác đức hai vị thánh nắm kéo trung ấm thân của phật gia vào dòng thánh để sử dụng thần thông mà không bị nhân quả cũng như không tuổi thọ ba dòng họ của phật gia nắm kéo trung ấm thân của Phật gia vào dòng họ để tái sanh làm người trở lại. Ba thế lực này nắm kéo rằng co như vậy, thình lình Phật gia la lên một tiếng cho thật lớn, buông, vì âm thanh lớn như vậy, phá đi thân của các thế lực cõi âm, tự nhiên thân các thế lực này tự tan, không còn nắm trung ấm thân của Phật gia nữa. Nhờ vậy, trung ấm thân của Phật gia được bay ra ngoài trái đất. Khi vừa bay ra ngoài trái đất, thì bị các vị thánh giả Phật tạo hoa tiêu giả rước về Phật giới. Phật gia cũng áp dụng như các lần trước. Đường về Phật giới có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất, công đức vô lượng thì sẽ có ba phần sau đây diễn ra. Một, phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ năm phút sau thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu tròn vàng sáng trong ba bầu tròn này chính là trung ấm thân của phật gia do tánh người của phật gia không còn bao sắc thân của phật gia nữa nên chuyển thành là trung ấm thân để làm phương tiện chuyên chở tánh phật mượn thân và tánh người tạo công đức mang về phật giới hoặc tạo các nghiệp đi đến nơi mà trong trung ấm thân của Phật gia chứa nghiệp đó. 4. Hôm nay, Phật gia đã được truyền bí mật thiền tông, có nghĩa là Phật gia đã muốn trở về Phật giới, không còn muốn đi luân hồi nữa. Nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức vô lượng, thì sẽ diễn ra như sau. Trung ấm thân của Phật gia phát ra ánh sáng màu vàng sáng rực, Vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia không dám lại gần. Đứng xa nói, ta là thần quản lý tánh Phật của Phật gia. Cho trung ấm thân của Phật gia mang tánh Phật và khối công đức bay ra khỏi trái đất trở về Phật giới. Khi trung ấm thân bay ra khỏi trái đất 10 km, thì thấy có hoa tiêu của vị Phật chờ sẵn, rước trung ấm thân của Phật gia đến nơi các vị Phật ngự để các vị phật dạy phật gia đường trở về phật giới đường về phật giới như sau đầu tiên vị phật dạy phật gia là còn bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày nữa là trái đất sẽ quay đến trung tâm vận hành luân hồi của tam giới khi trung ấm thân vào được trung tâm vận hành luân hồi thì các phần sau đây được hút trở lại trái đất gồm một trung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương nên bị hút trở lại trái đất. 2. Nghiệp phước đức dương cấu tạo bằng điện từ dương cũng bị hút trở lại trái đất. 3. Nghiệp phước đức âm cấu tạo bằng điện từ âm cũng bị hút trở lại trái đất. Lúc này chỉ còn lại là tánh Phật và khối công đức. Tánh Phật là một nguyên tử sáng có bốn thứ, hằng, thấy, nghe, nói, biết. Công đức là thứ vật tư sử dụng trong Phật giới để định hình ra ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh và kim thân Phật. Khi tánh Phật và khối công đức được điện từ dương, trong ống trung tâm vận hành luân hồi đẩy ra khỏi tam giới trở về Phật giới, liền được điện tử quang trong Phật giới chiếu vào khối công đức này, tức khắc định hình ra ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh. Từ trong ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh này, sản sanh ra một kim thân Phật, tánh phật ẩn vào kim thân phật này kim thân phật này hoạt động mà loài người ở trái đất gọi là thành phật trường hợp thứ hai công đức phước đức bằng nhau thì có ba phần sau đây diễn ra một phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ ba mươi phút sau thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có hai màu nửa trắng nửa vàng ba nếu trong trung ấm thân của Phật gia mà chứa công đức và phước đức bằng nhau thì vị thần quản lý tánh Phật của Phật gia nắm trung ấm thân của Phật gia bên nửa trắng và nói: "Trong trung ấm thân của Phật gia công đức phước đức bằng nhau. Vậy muốn trở về Phật giới hay vãng sanh lên tam giới hưởng phước?" Nếu Phật gia muốn trở về Phật giới thì nói dứt khoát với vị thần quản lý rằng: "Tôi muốn trở về Phật giới." thì vị thần quản lý tánh phật của phật gia thả trung ấm thân của phật gia ra và nói thần ta cho trung ấm thân chở tánh phật và khối công đức trở về phật giới vậy trung ấm thân nên cẩn thận phật gia phải biết một nếu phật gia phát ra được pháp trần thì thập loại thánh không làm hoa tiêu giả thử phật gia vì vậy Phật gia điều khiển trung ấm thân của Phật gia tự do trở tánh Phật và công đức trở về Phật giới, như là trường hợp công đức vô lượng vậy. 2. Còn Phật gia không phát ra được Pháp Trần khi trung ấm thân của Phật gia vừa bay ra ngoài trái đất, tức khắc thập loại thánh chặn lại và nói, Như Lai là Phật, biết tánh Phật vào thế giới loài người tạo được công đức mang trở về Phật giới. Vậy hãy theo hoa tiêu của Như Lai bay ra ngoài sức hút của trái đất trở về Phật giới. Vị này vừa nói, liền co các ngón tay lại, tạo thành hai bầu tròn, quay ngược chiều nhau. Một hoa tiêu hình thành xong, vị này nói, Phật gia trở tánh Phật và khối công đức bay theo hoa tiêu của Như Lai về Phật giới. Phật gia vâng lệnh điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này. Thình lình, phật ra cho trung ấm thân dừng lại hoa tiêu không biết nên không dừng lại đây là hoa tiêu giả vị này biết bị phật gia phát hiện nên phật giả này biến mất phật gia cứ dừng tại chỗ một lát sau sẽ có vị thứ hai xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất phật gia cũng thử như lần thứ nhất kết quả cũng như lần thứ nhất một lát sau nữa cũng sẽ có vị thứ ba xuất hiện và cũng nói và làm như vị thứ nhất và thứ hai. Phật gia cũng thử như lần thứ nhất và thứ hai, kết quả cũng như lần thứ nhất và thứ hai. Khi trung ấm thân của Phật gia chở tánh Phật và khối công đức bị thử ba lần như vậy, là trung ấm thân của Phật gia đã bay ra khỏi trái đất 5 km rồi, tức thoát ra ngoài tầm kiểm soát của các vị thập thánh. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay ra ngoài trái đất thêm 5 km nữa là thoát ra ngoài sự kiểm soát của các vị thần thì sẽ nhìn thấy được hoa tiêu của một vị Phật chờ sẵn. Phật gia cứ điều khiển trung ấm thân bay theo hoa tiêu này thêm 40 km nữa là đến nơi các chư Phật ngự để rước tánh Phật và khối công đức của Phật gia vào trung tâm vận hành để trở về Phật giới trường hợp thứ ba công đức ít phước đức nhiều ác đức cũng nhiều thì có ba phần sau đây diễn ra một phật gia đi vào giấc ngủ ngàn năm độ tám giờ thức dậy hai phật gia thấy mình nằm trong bầu trong tròn có ba màu gồm một là màu vàng hai là màu trắng ba là màu đen ở ba góc này có ba thế lực nắm kéo ràng co. Một, vị thần quản lý nắm kéo trung ấm thân của Phật gia để thực thi nhân quả cho đi hưởng nghiệp phước đức dương hay trả nghiệp ác đức. Hai, vị thánh nắm kéo trung ấm thân của Phật gia vào dòng thánh để sử dụng thần thông mà không bị nhân quả cũng như không tuổi thọ. Ba, dòng họ của Phật gia nắm kéo trung ấm thân của Phật gia vào dòng họ để tái sanh làm người trở lại. Ba thế lực này nắm kéo rằng co như vậy, thình lình Phật gia la lên một tiếng cho thật lớn, buông, vì âm thanh lớn như vậy, phá đi thân của các thế lực cõi âm, tự nhiên thân các thế lực này tự tan, không còn nắm trung ấm thân của Phật gia nữa. Nhờ vậy, trung ấm thân của Phật gia được bay ra ngoài trái đất. Khi vừa bay ra ngoài trái đất thì bị các vị thánh giả Phật tạo hoa tiêu giả rước về Phật giới. Phật gia cũng áp dụng như các lần trước.